បាទវេលានេះគឺម៉ោង6និង30នាទីអង្គពុកប្រែរបស់យើងផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញបេះដូងនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសុខសប្បាយជាទេបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមានផ្សាយដូចសពមួយដងដដែលគឺផ្សាយតាម account Facebook ហើយនឹងមានផ្សាយជូនតាមវិទ្យុបាយ័នផងដែរបាទហើយសុខសប្បាយជាទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទធំធំបាទប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងសឹងតែនិយាយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាមិនដែលបានជួបបងប្អូនជឿថាចឹងទេបាទអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងបានដំណើរការលើប្រព័ន្ធ Facebook ជិត3ឆ្នាំហើយបាទ2ឆ្នាំកន្លះជាងយើងកម្របានជួបនៅព្រឹត្តិការណ៍ដូចថ្ងៃនេះខ្លាំងណាស់អានឹងចង់ជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងណាចាប់អារម្មណ៍ដែរទេចង់សួរបងប្អូនប្រិយមិត្តថាថ្ងៃនេះតើបងប្អូនមានទទួលបាននៅព័ត៌មានអ្វីពីសំណាក់លោកសំរងស៊ីដែរទេឆ្លើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជាមានដឹងជាពិសេសអ្នកលេង Facebook អាចដឹងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាពីព្រោះរឿងនេះបានផ្អើលតាំងពីកណ្ដាលអាត្រៀតម្សិលមិញម្លេះហើយពេញមួយថ្ងៃពេញមួយថ្ងៃពេញហ្មងតាំងពីម៉ោង6ភ្លឺមកទល់គ្នានឹងពេលនេះព័ត៌មាននេះក៏នៅតែកក្រើកដដែលបាទនៅតែមានការដេញដោលគ្នាមានការផុសមានការแชร์មានការខមមិនតបគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញបញ្ហាដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះបាទអូលោកសិនឿនគាត់ខមមិនមុនគេគាត់ថារឿងសំរងស៊ីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រណាចឹងសូមបងប្អូនដែលមិនបានទទួលព័ត៌មាននេះសូមទទួលផងទៅហើយជាពិសេសក៏សូមគោរពជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជាមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នក៏សូមតាមដានស្ដាប់ឲ្យជាក់លាក់រឿងនេះមានកលិចកលៈមានសាវតារបស់វាមានតំណាក់តំណងរបស់វាច្រើនបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងរៀបចំធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយថាតើហេតុអីបានជាលោកសំរងស៊ីនេះបានធ្លោយពាក្យឌៀលប្រមាថខ្ញុំប្រើពាក្យថាឌៀលប្រមាថឌៀលផងប្រមាថផងដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទអាហ្នឹងគឺថាយើងនឹងជម្រាបជូនណាថាហេតុអីបានជាវាទៅដល់ឋានៈហ្នឹងមុននឹងយើងឈានចូលដល់រឿងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនអំពីគេហៅថាលំនាំដើមណាយូរឆ្នាំមកហើយយូរឆ្នាំមកហើយនឹងបានសេចក្តីថារឿងនេះវាតាមការពិតបើអ្នកដែលបានតាមដានរឿងនយោបាយរបស់សំរងស៊ីនេះឲ្យបានដិតដល់គឺសំរងស៊ីនេះមិនមែនទើបតែមកឌីលប្រមាថតួអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃយើងជាលើកទី1ទេមិនមែនជារឿងថ្មីទេ
Mẹ đi bọn bọn miễn là ná thọ đằng khá rương điên bà mát về hệ chìa tha chìa tu ong à giòn rồi bỏ lúc này dụ rọt mình trái hôn sàn biết ní rèn si thọ bàn bồn rồi chìa tràn đoan hai rồi chìa trởn đoan hai mẹ đại tì cái này pi đó bà rộp tặng đoan lưng bà đoan tết cứ pi đó đi dây chăm 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 ta bỏ bà anh đang dương dương thì dây ở chỗ bà lo pi môn cả lòng màu khăn ông chắc bà rạch thọ mà nó dương cứ ắt miên cháy miệt tra ná đặt tô đặt toán đó là nạc đại chê bà mát mẹ nghĩ mưa thao đó là ông bèm hạc xạ tê cả hôi mà tiết bao đòi xa tại dương khơi nơi khăn ông sống công Facebook đại lên đòi phục bà chẳng đặc nôm đòi à mà xìa xong ràng xì đi chết tại cắt to rục hiệp bà mát tê đi là đó là bà câu nà chỉ rơi rơi vì trả ơn bê cầm lòng đôi chân đó hỏi từ rất sắp hiếp chết dương có bà chúng hỏi lực bà nhà ca chê bà mát ca tê đi là bà mà hạ sạch ní một chánh đặt chỗ nực nóng rất thạc thòm ở lần dương mùi mệt trà là nó mùi tớ hỏi có chạp đám đoàn tỷ tố miền tỷ tố bì mà chân năm tỏa pram chân năm miền bì nây chìa prạc chìa xây chân tư mùi chùm nôn chân tư dương bàn cắt xâm qua mơ khơi thà cao ý bê đài miền ca tạ tành thơ vì sao tà nạ cam bằng thêm nơi mịt tra nơi khăn ông ra thạ thòm mà nôn đầm bay đặt tô toàn đòn bục cốt chẳng lại na đây là phẩm mát lơ và chế đá nấy và cô na phẩm hạt sắt và dương dương ban khơi chết đây dương thì dây đầu smart trắng cứ phải chia riết thom mà đá đang đi dùng lên Facebook và trắng cứ chụp mọn và lên hiện này và lên hiện này hai miền thua lôi mà đong mà cá đai đôi chỉ cho nam tới nâng miền là bốt ốc bì bề nẻ chọc cục hai mình toàn chạy rồi phóng bì cả là nấy bà mát cả chiến bèm hạc sát này ai nhạc khác còn nơi thay nhạc khác còn nơi khổng sọc chẳng ảnh mắng dương tròn trăm bán là trình mật tình năng tôi một mình con cháu rèn xì đại chia bà chiến riêng thoa mà đà chết khlọp khlát chắc bắp để miền chạy vì nơi rừng các bà tại mê răng bọn cứ ảm xe răng xì nắng ọt ọt bồm khlát chắc bắp hướng về nơi cả lại nhé đại dương trắng chùm riếp bọn bồn hay dương trời tại tàng xùa thả hết ấy ban chiêm mà nút khmai chẳng lại chẳng buồn rộp liên nẹ kê cổ rụp chấp bắp kê khlạc chấp bắp kê chúc hiến bà mát bèm hạc sạc hồi chơi chẳng rai dô ấy ta xong rèn xì nâng bì đò ngài nữ tè phía diêm hạc mốt bạc mốt điên chê bà mát cát tiên mặt đó và chê xa đá rồi bác bèm hạc sạc nên á chá lòi trời thả hẹt ấy chú chá lòi mà hết ấy nên á đằng tức chất rồi bỏ rèn xì hết ấy bàn trên nơi mình khai dương mang khơi chờ rất rèn xì môi đây mình khai mình men trâm tà mình khai bè mà hát sát ấy xong bây giờ rất thật thôi mà đôi những có rèn xì ọc rút ọc khai đây mình đừng thì rèn xì nó có tà nơi lưu tà bố ná phót à lớn ấy rèn si viền nâu lơ ra thạc thò mà nôn viền nâu lơ phèm hạc sạc tiệt
រាំងស៊ីរងថ្ងៃហ្នឹងគាត់តាំងខ្លួនគាត់គាត់លើកដំកើងខ្លួនគាត់គាត់ថាព្រះមហាក្សត្រអត់បានការទេមិនគួរឲ្យគោរពទេហើយគាត់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរវាគ្មានអីត្រូវទៅឲ្យគោរពផងដែរអោះលោកស៊ីណាគាត់ថាគាត់មិនមែនខ្មែរចម្លើយនេះអាចយកជាការបានខ្លះថារាំងស៊ីមិនមែនខ្មែរមានហេតុផលក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងមានឃើញជនបរទេសមួយចំនួនគេអត់មែនខ្មែរផងដូចអង្គទូតទាំងឡាយទាំងពួងគេមិនមែនខ្មែរផងទូតអាមេរិកទូតសិង្ហបុរីទូតម៉ាឡេទូតវៀតណាមទូតថៃទូតឡាវអីណាហើយនឹងអ្នកទេសចរផ្សេងផ្សេងដែលចេញចូលមករស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរអីហ្នឹងក៏គេមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរទេតែហេតុអីក៏គេចេះគោរពច្បាប់របស់ខ្មែរដែរអញ្ចឹងហេតុផលរាំងស៊ីនេះរៀងចម្លែកខុសគេមែនទេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងឯងគាត់អួតអាងថាគាត់នឹងស្បតែគាត់នឹងអ្នកខ្មែរស្នេហាជាតិស្នេហាប្រទេសតែគាត់អត់គោរពច្បាប់ខ្មែរគាត់អត់គោរពព្រះមហាក្សត្រខ្មែរធ្វើអីរាំងស៊ីកើតរឿងវានៅកន្លែងនេះឥឡូវនេះមកទល់នឹងបောင်းនេះយើងបានឃើញអ្នកច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចូលទៅតុលាការហើយចូលដល់ហើយហើយឥឡូវនេះក៏ពរិអញ្ញារាជអញ្ញារបស់តុលាការហ្នឹងក៏ចេញសេចក្តីប្រកាសដែរថាចេញដីកាឃុំខ្លួនសំរាំងស៊ីជាបន្តអាសន្នអឺឲ្យតែឃុំនៅណាបើរាំងស៊ីនៅសុខវាំងហ្នឹងឃុំតែក្នុងกระดาษហ៎ឃុំតែក្នុងกระดาษអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាអើយបានការអីទេឃុំរាំងស៊ីតែក្នុងกระดาษផ្ដន់ទារាំងស៊ីក៏តែក្នុងតែกระดาษនិយាយពីសាលក្រមកោអាចភេគាត់តែផ្ដន់ទាទោសរាំងស៊ីមិនក្រោមពី10ករណីនៅតែធ្វើអីរាំងស៊ីអត់បានរាំងស៊ីនៅតែកើតកតោពេញតែសពរាំងពេញតែអាមេរិកពេញតែកាណាដាឥឡូវឮថាស្អែកហ្នឹងទៅដល់អាមេរិកទៀតរាំងស៊ីតែម្លឹងគេប៉ិតឬមិនប៉ិតយើងមិនដឹងទេអញ្ចឹងនេះវាជារឿងមួយជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែសិក្សាអំពីផ្លូវចិត្តរបស់រាំងស៊ីតើរាំងស៊ីវាមានបញ្ហាលប់សតិគេហៅថាមនុស្សលប់សតិឬមួយក៏មនុស្សជាលាធម្មតាតែយើងមើលទៅគាត់មិនមែនលប់សតិទេគាត់មិនមែនឆ្កួតទេប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ឲ្យវាងាយយល់ថារាំងស៊ីដូចជាមិនឆ្កួតទេបើឆ្កួតទៅដើរកវីលីអូពេញស្រុករាំងបាត់ហើយតែអត់ទេនៅពាក់អាវត្រឹមត្រូវស្គាល់លាវអាវស្គាល់កវាត់កនៅអត់តន់វែងបានតាណានៅទេនិយាយដឹងខុសដឹងត្រូវខ្លះខ្លះចឹងដែរណាអញ្ចឹងគាត់មិនឈួតទេគាត់មិនលប់សតិទេអញ្ចឹងគាត់ស្អីគាត់ហ៎គាត់កើតជំងឺស្អីគាត់អញ្ចឹងយើងសាកល្បងស្ដាប់ការប្រោកប្រាជរបស់យើងពីនេះពីនោះស្ដីអំពីស្ថានភាពពិតរបស់រាំងស៊ីហេតុអីបានជារាំងស៊ីមិនខ្លាចច្បាប់ស្រុកខ្មែរហេតុអីបានជារាំងស៊ីមិនខ្លាចអំណាចចេស្តារបស់ព្រះមហាក្សត្រហេតុអីបានជារាំងស៊ីមិនខ្លាចតុលាការនៃប្រតិភូជាណាចក្រកម្ពុជាហេតុអីវាប្រកាសជាមានតែល័យក៏វាប្រកាសជាមានធាតអ្វីមួយដែលយើងក៏បីជាកូនខ្មែរត្រូវតែសិក្សាបញ្ហានេះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអូខេ
កលែងនេះខ្ញុំចង់ទាញរំលឹកបងប្អូននាពេលថ្មីថ្មីនេះបន្តិចរាំងស៊ីចង់ជំរាបបងប្អូនថាលោកសំរាំងស៊ីនេះអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងតែងពោលជារឿយរឿយថាម៉េចខ្ញុំតែងពោលមើលស្រាលបុគ្គលរាំងស៊ីនេះថាជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅមិនចេះលេងនយោបាយទេមិនចេះដើរក្រឡាអុកនៅលើតុលបែងនយោបាយគឺអត់ចេះទេមិនឆ្លាតដូចគេដូចឯងឡើយមានចាំថាអ្វីដែលយើងធ្លាប់លើកគឺពិតជាអញ្ចឹងដែរអត់អង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងធ្លាប់បានជម្រាបបងប្អូនហើយថាអាមសៀរាំងស៊ីនេះឲ្យតែបានឡើងកាន់ក្បាលមីក្រូតែងតែពោលពាក្យចេញមកធ្វើឲ្យអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងចាប់ថ្នាក់បានជារឿយរឿយធ្លាប់ចងចាំអញ្ចឹងដែរអត់មិនតែប៉ុណ្ណោះទេអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងតែងតែសង្ឃឹមឲ្យញញឹមទុកបន់ឲ្យតែរាំងស៊ីបានក្បាលមីក្រូស្រែកទោះស្រែកតាមប្រព័ន្ធ VOA ទោះស្រែកតាមប្រព័ន្ធ RFA ទោះស្រែកតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុបារាំងវិទ្យុណាក៏ដោយអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងសบายចិត្តសบายចិត្តនឹងស្ដាប់ហើយតាមដានមើលចំណុចខ្វះខាតរបស់រាំងស៊ីក្នុងការពោលឡើងពោលអាមសៀនហ្នឹងគឺល្ងង់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាល្ងង់មិនឆ្លាតទេគាត់ឆ្លាតតែម្យ៉ាងគឺរបៀបលេងលបែងរកប្រាក់យកនយោបាយទៅបោកយកលុយអានឹងគាត់ប្រកែខ្ញុំធ្លាប់បានលើកអញ្ចឹងមែនដែរទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់សាវតាដែលរាំងស៊ីធ្លាក់ចូលនៅក្នុងរណ្ដៅនយោបាយនេះពីយុបបាញ់នេះគឺរាំងស៊ីធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីដល់ទៅជាង20នាទីជាង20នាទីក្នុងនឹងខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាមានជាងហើយក៏ដូចជាចិត្ត20សំណួរជាង10សំណួរច្រើនហើយក៏មានជាង10ចម្លើយដែរក៏ប៉ុន្តែចម្លើយទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងមិនសូវជាអង្គពុកប្រាជ្ញយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះវាជាចម្លើយដដែលដដែលដែលអង្គពុកប្រាជ្ញយើងច្រើនប្រើពាក្យថាអានឹងភាសានយោបាយបែបតប៉ែបានន័យថានិយាយទៅដដែលអញ្ចឹងទៅយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងជាង10ចម្លើយនេះ10ប្រយោគដែលរាំងស៊ីពោលឡើងយើងចាប់អារម្មណ៍តែ3ប្រយោគទេលើកយកមកធ្វើការពិភាក្សានារីត្រីនេះប្រយោគទី1គឺរាំងស៊ីបានតេះដៀលព្រះមហាក្សត្រប្រយោគទី2គឺរាំងស៊ីបានទាត់ចោលសញ្ជាតិខ្មែរចោលគាត់ថាគាត់មិនមែនជាខ្មែរទេគាត់គឺសញ្ជាតិបារាំងឯប្រយោគទី3គឺរាំងស៊ីបានលើកបង្ហាញឲ្យយើងបានដឹងថាគាត់មានចេតនាដើរប្រម៉ែប្រមូលប្រាក់ដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមកងទ័ពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ3អញ្ចឹងបងប្អូនអាចខមមិនម្ដងមួយអ្នកណាឆ្លាតអាចចាប់តន់សរសេរខ្លីៗ1 2 3ម្ដងទៀតទី1គឺរាំងស៊ីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទី2រាំងស៊ីបានទាត់សញ្ជាតិខ្មែរចោលទី3រាំងស៊ីបានប្រកាសថាគាត់មានកងទ័ពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់ត្រូវការថវិកាគាត់ដើរប្រមូលថវិកាដ៏ច្រើនមហិមាដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមកងទ័ពរបស់រាំងស៊ី
โอเคจังบางคนไอ้คอมเมนต์แบบตาแบบบ้าไปเต้คอมเมนต์ตาใบประโยคกับบ้านเนี่ยใบประโยคได้เพื่อไอ้เรียงซีคือมาลองนี่หล่อมือโอเคใบประโยคนี่คือสับแต่เจริญได้ยืมแต่เลือกอยู่มาเวกเนกอ้อยอ้ออัดอ้อนมดาวจอมช่วงนี้ยิ้มปีดาวจอมดาวเฮ็ดยี่ดาวจอมเต้คลายปริมดยืมกับวายลดาวเฮ็ดได้วิทเวอร์อ้อยกับกระดอลอาซีสไรหาแรงซีลาบอสมเพียนี่คือดอยซาดอยซาแต่โลกนี้ยุโรปมันไตรฮุนไซนี่ขนมเปรย์มาสลมังเปรย์ปรึกเนี่ยเปรย์ไงมันสลมังเนี่ยลูกบ้านฟื้นศึกใดทลายกามุ่ยสั่นสัตซาปอดเมียนรวมครีมุ่ยระเวียงกัมพูชีนังลาวจังเดียร์รับบรรทัยกัมพูชีนังเดียร์รับบรรทัยลาวเนี่ยบ้านเลือกจำนวนมุ่ยคือเรื่องปัญหาปัจจัยบันจับคล้วนแรงสีในกรุ๊ปบรรดาประเทศแต่งดับขนงอาเซียนจองจำได้ทีบอกโอนไอ้กับมันบ้านท่าปัจจัยบันสมัยเข้มกับบ้านจมเรียบร้อยไปเรื่องปัญหานี่ยังยืดหลุมลึกมาดองเตียนดอยซาแต่แรงสีลือเรื่องปัญหาถ้าก็อาจมันรู้ขลุ่นเต้ไปเรื่องการจับขลุ่นในบรรดาประเทศต่างรอบน้องบล็อกอาเซียนยื่นก่อเคยแรงซีสตุสตีสลันสลาวเจงลิขัดมวยปรับพญาตื้อนายกรัฐมนตรีในประเทศบาเลซีมหาเมธมหาเทียតើរាំងស៊ីផ្ញើសារលិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមានគោលបំណងអីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចលាចលបែបនេះរាំងស៊ីគិតថាអស់ច្រកដែររាំងស៊ីអួតសិតតែមកចាប់ហ៊ុនសែនរាំងស៊ីអួតសិតតែមានមនុស្សវល់លានអ្នកចាំទទួលរាំងស៊ីអួតสัตว์แต่มีนกองตัวกองติงไอ้เนื้อกระกึกเข็นจำแต่ตัวแรงสีก็เป็นตายเฮ็ดไอ้บ้านเจแรงสีบ้านเจเทอร์ลิคัตต่อสมอันตรากุ้มปีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเอาไอ้มาช่วยสับเซียวอังวอร์ก็ได้จูเซนดำไปตุกเจาะรูมวยเอาแรงสีรูพองสนับตอนใดตีคลำซานุกบานเตร์และตะดอดไดอาซีเซรัยจังหายตือบานที่อาซีเซรัยก็ก็หายแรงซีลางกันกับบานไม่เก่าเตอร์จังสนับตอนที่บูลแฮดเนื้อสนับตอนที่บูลแฮดเนื้อปนังนั่งบูลแฮดมาเวียขึ้นชักดาวเรื่องคือเบาปีแต่โจไซนั่งกดหย่อกดแงะกดอกระหว่างดาวแต่โจไซกดแงะปุ๊บจะหายตัดบริจอกเว้นจะหายตัดบัดใส่เก๋กบัดอะไรเนี่ยสวาแงะสวาแงะจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่นคือท่ารุ่นก่อนตะมุกมาลองรุ่นตะมุกมาลองแงะมาช่วยมาลองแงะมาสนามปะชอนอะไรเนี่ยคอนระบบสตรีไอโจ้ขนมอันเตะนโยบายแรงซีจังระบิดระบบลุงยูรัมไตฮอนไซน์ก็จะลาจอลตอนเราจะลาจอลอาซีสไรนี่กี่โอวาวแต่ไม่สัวบูลแฮดนั่งอาซีสไรก็วิจังดังได้วิทายเย่ลือแต่อุดกเองกางกเองกางสัตว์แต่โจจับคนแสนสัตว์แต่ใส่ใส่อาไม่บานเจตื่นบ่เอาไอ้นี่ยุรับบรรทัยมาเลยนั่งมาสิสุกมาบ่ก็จะมวยนั่ง
đấy nghe riêng là tham vị ba Campuchia nạnh dụ đang xong bao chỗ ni ai hay đấy chắc là gì đấy vì trong đăng này vì trong đăng cái này đăng pe nu trong trong sầm khẹp rèn si cột nơi tại phía diêm chlai bùng viêm ông pi sầm nô rồi bao phải xua gì đấy chỉ chăn sầm nô chỉ chăn sầm nô cột ก็มันพร้อมสารพิษแต่กอดอ้อนนี่ก็มันพร้อมสารพิษแต่กอดอ้อนนี่นึกจมพัวมุกอะไรเนี่ยไปสู้อะไรนั่นก็ถ้ากอดนั่นลอยยังบ่าน่นลอยยังตอนปีกอดเจ็ดใส่ลอยแล้วก็ท่ากอดเหม็นจังมาจกจันทร์คนแสนนี่แต่กอดจังเอาอย่าได้เนี่ยประเทศมาเลยก็เอากอดจังไอ้ประเทศมาเลยนั้นช่วยอันตรากุมรุมเล็กอะมาพายใบตลากิจพรมเพียงมาพายใบตลาลางมาเวเน่ไงแบบเย่เฮ้ยแรงซีใหญ่ดาวแต่แรงซีก็ชลาอย่าเรื่องหนึ่งทั่วไอ้ยึกอ้อสำนอยอ้อสำนอยอย่างไหมตัวเนตีแล้วมีไหนนะอาจารย์บานเนี่ยตัวเนตีสหประเทศมาพายใบตลาประเทศน่ะมีไหนนะดังไงเหม็นมาเลยด้วยนะคือบารังดังอินโดนีเซียแม่เนี่ยพิกีประเทศบารังดังอินโดนีเซียจีนักดักมุกสู้ชราจีนเก็บแบบไปใบตลาแม่หรือบุ้ยก็มันแม่บางคนช่วยกับมันใส่มาแต่แรงซีไม่กับมันแต่ปึ้งปองเรียงซีมันได้กับมันเตอร์ปังโปอินโดนีเซียให้ไอเตอร์ปังโปมหาเมธมหาเทียปีปลัวเรียงซีเคยมหาเมธมหาเทียตื้อตายนั่งบำเพ็ญตัวสนะใกล้จะมวยนั่งลุกยื้อรำไต้หุ่นใส่เรื่องไปเจอกันไรนี่จังละใบฉลอยฉลอยดอกซาระบอเรียงซีวีอัดสมเฮตสมพอลจีนแนนอยู่ไว้ให้วีอัดตรมตรตามและกันนะปัจจัยกติบอวีตีนี่ยืนยี่อัมปีเรื่องมาพายใบตลามาพายใบตลาบ่อยจังเตอร์ปังโปประเทศได้มีตัวนิตีอุดงอุดอมจิมกีคือบารังนึงอันโดนิซีปีนึงลงไอ้ปังบุญนากระบาลนะเรื่องไอ้เตอร์ปังอะไรประเทศมาเลยจังแรงสีก็กระหอกก็กระหอกอยู่เลยจังโอเคไอ้ย้อมมันบัจจ่าเรื่องนั้นอยู่มาไอ้บองโป๊ะสตาร์เต้ยังกรอนใจสังเข็บอมปีท้าจะรักแรงสีคือหนี้ไอ้อัดดังกระบาลดังกระตุ้ยจังไอ้กระหอกบานแต่เนี่ยสตาร์วัตสุอาจีสไรนั่งมาจมโน้นได้คู่คะแนนแร่ๆจังก็เช็ดจะสตาร์เต้คะแนนอัดยุลแต่บัตรลับบัตรลับอังพวกไพร์จะบอกเวงเยอะยืงเว้นเติมยืงดังแต่แรงซีนั่นคือเรียกกัมเพลโดยดัดหลุมเนนบ่าอัดกัมนาเต้ก่อนนี่เรื่องโยบายบ่าเขาหน้าบ้านเขาอังพวกเพียต่อโดยที่การอะไรพยายามต่อลาจังนั่งไงอันนั้นจังใจไอ้เรื่องนี้สมสนับสมนัวสมนัวอ้อยอาร์สมนัวดิเวียกือเจียกำฮอบเวรบอแรงซีใหญ่เนี่ยฉลอยก็ปันแต่เวียก่อเจียจำไนมวยข้อแดดเราบอกอ่านเนี่ยสู้หรือก่อยืมอ้ายหนี้ยืมไปยังเทียบบานท่าอ่านเนี่ยสู้นี่เวียเมียนเจตนาสำลักแรงซีเกี่ยหายท่าสำนัวดักมุกบองโป้เนี่ยได้เจจุ่มนิ้งคางซาระปอดมิ้นไอ้หนึ่งยุลปิปัจจัยกติกิหายท้าสำนัวดักมุกสำนัวได้ชอบตัวนั้นจำลอยไปให้จะหาสับเพริ่ยบัดหอยอันนั้นกิหายท้าสำนัวดักมุกได้เนื้อขนมชับซาระปอดมิ้นเกมมันอ่ะหนุ่ยยากเอาเนี่ยปอดมิ้นตั้งสำนัวดักมุกนี่ตีหายบาสันเจียนเน็ตได้ฉลาดเปิลได้ร้อง
ពេលដែលជួបជាមួយនឹងសំណួររបស់អ្នកកសែតដែលតាងសួរឡើងដោយសំណួរដឹកមុខបែបនេះគេគប់បីមិនឆ្លើយតែម្ដងបើសួរប៉ះខ្ញុំខ្ញុំអត់ឆ្លើយមកខ្ញុំអត់ឆ្លើយមកខ្ញុំថាតែឯងសួរនឹងអត់អត់ធំទៅតែរាំងស៊ីគាត់ល្ងង់គាត់មិនទាំងស្គាល់អំពីចរិតរបស់សំណួររបស់អ្នកកសែតផងហ្នឹងចេះតែប្រឹងឆ្លើយដល់ឆ្លើយទៅវាធ្លាក់ចូលកលុករបស់គេបណ្ដោយឥឡូវបងប្អូនចាំស្ដាប់ចាំស្ដាប់ថាតើអ្នកកសែតនោះសួររាំងស៊ីតាមបែបសំណួរដឹកមុខរបៀបម៉េចស្ដាប់តែដល់កាលពីមុនមកយើងមើលប្រវត្តិនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយចំនួននយោបាយកម្ពុជានឹងគឺភាគីខ្មែរគ្នាឯងនឹងច្រើនតែដើរតួសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទៅរកការផ្សះផ្សាជានីគ្នានឹងក៏ប៉ុន្តែការដែលផ្សះផ្សាជានីគ្នានឹងបាននឹងគឺទាល់តែមានអាជ្ញាកណ្ដាលមួយដែរហើយអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងគឺក៏នៅតែភាគីខ្មែរដែរកន្លងទៅនឹងគឺមានព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលលោកនៅមានប្រជញ្ញឡាយនោះលោកបានធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលច្រើនណាស់ចុះឥឡូវនេះតើចំពោះអាដាមវិញក្រៅពីប្រទេសហត្ថលេខីដែលអាចថាចង់ឲ្យគេមកជួបជុំដើម្បីប្រជុំឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់សម្ពាធឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននឹងងាកមកប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យវិញនោះតើអាចមានតួអង្គណាផ្សេងទៀតទេដែលគិតថាជាខ្មែរហើយអាចនឹងសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនានេះបាទលឺទេអ្នកសួរនេះអ្នកសួរនេះគឺមានចេតនាសួរពង្រៀងតួអង្គព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលកំពុងតែគង់នៅបច្ចុប្បន្នវាបានលើកឡើងថាពីអតីតកាលគឺស្ដេចនរោត្តមសម្ដេចតានិយាយចេះតែចាប់ចប់គឺសម្ដេចតាតែងដើរតួអង្គជាអ្នកអង្គុយកណ្ដាលនៃភាគីចំនួនរវាងខ្មែរហើយនិងខ្មែរនឹងក៏ចង់និយាយអញ្ចឹងតែស្រាប់តែគាត់សួរថារួចចុះរងថ្ងៃនឹងអាដាមប្រងយកនរណាគេប្រងយកនរណាគេដែលជាខ្មែរអាចមកអង្គុយកណ្ដាលនៃការចរចាឬក៏អង្គុយកណ្ដាលក្នុងការបង្រួបបង្រួមសម្របសម្រួលរវាងភាគីខ្មែរទាំងពីរនេះឃើញវាសួរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកកសែតនេះវាមិនមានចេតនាទាត់ចោលភារកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះមហាក្សត្រវាគួរតែសួរអញ្ចឹងមើលអេដមក្នុងកិច្ចសម្របសម្រួលនេះតើអេដមមានគិតថានឹងគោរពយាមព្រះមហាក្សត្រសហមនីនេះឡើងមកធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលដែរឬទេណាបើវាសួរអញ្ចឹងណាអានឹងគឺរាំងស៊ីប្រកាសជាឆ្លើយទៅជ្រាបផ្សេងតែដល់វាសួរនេះគឺវាមានន័យមួយគឺវាចង់ទាត់ចោលព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នអាអ្នកកសែតទៅវាសួរចឹងវាថាតើខ្មែរណាហេអានេះវាសួរចឹងតើខ្មែរណាដល់ទៅលឺអញ្ចឹងរាំងស៊ីគាត់ទាត់ចោលបណ្ដោយគាត់ទាត់ចោលបណ្ដោយគាត់ទាត់ចោលព្រះមហាក្សត្រហ្មងគាត់វាយស្របទៅតាមម្ចាស់សំណួរឃើញគាត់ល្ងងហើយឃើញគាត់ថាអត់យកជាការបានអត់យកជាការបានរាំងស៊ីទៅជាយកពួកបរទេសធំជាងព្រះមហាក្សត្រដដែលយល់ទេស្ដាប់ចម្លើយរបស់រាំងស៊ីលោកបានលើកពីតួនាទីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគ្មាននរណាអាចទៅប្រៀបធៀបជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានទេខ្ញុំជឿថាឥឡូវនេះមានតែសហគមន៍អន្តរជាតិទេពីព្រោះ
អ្នកដែលនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចំណាក់ខ្មាំងរបស់ហ៊ុនសែនសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងគឺជាចំណាក់ខ្មាំងរបស់ហ៊ុនសែនដូច្នេះលោកអហៀនធ្វើអីហើយលោកខ្លាចហ៊ុនសែនលោកចង់តែរក្សារាជបល្ល័ង្កលោកដូច្នេះយើងទុកព្រះអង្គមួយអន្លើទៅយើងមិនអាចរំពឹងព្រះមហាក្សត្រដែលជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនដោយសក្ការៈទេបាទការទុកឲ្យប្រករណានៅមួយអន្លើនេះគឺមើលទៅឃើញខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះដូចជាប្រឹងធ្វើការតស៊ូមតិនឹងផ្នែកការទូតច្រើនណាស់នៅក្នុងរយៈពេលតាំងតែពីគេរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃើញទេដូច្នេះរាំងស៊ីបានបញ្ចេញអំពីបេះដូងពិតគួផ្សំទាំងអាអ្នកសួរវាអញ្ចឹងផងចេញមកប្រយប្រយចេញមកប្រយបងប្អូនចង់ស្ដាប់សម្ដីរបស់រាំងស៊ីម្ដងទៀតអត់ព្រោះរឿងនេះគឺរឿងសំខាន់ណាស់ឥឡូវសូមបងប្អូនស្ដាប់សំណួរម្ដងទៀតនិងស្ដាប់ចម្លើយរបស់រាំងស៊ីម្ដងទៀតអូខេដែរទេជាពិសេសបងប្អូនខាងវជុគេសួរថាម៉េចហើយរាំងស៊ីឆ្លើយថាម៉េចរឿងនេះដោយសារតែរឿងការប្រមាថបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងក៏កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តរាជរដ្ឋាភិបាលក៏កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជននេះក៏កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយសុទ្ធតែអត់សប្បាយចិត្តទាំងមិនថាគណៈបកស្របមិនថាគណៈបកប្រឆាំងមិនថាគណៈបកធំឬក៏គណៈបកតូចមិនថាប្រុសមិនថាស្រីមិនថាក្មេងមិនថាចាស់មិនថានៅក្នុងប្រទេសមិនថានៅក្រៅប្រទេសគឺខំជាមួយនឹងរាំងស៊ីទាំងអស់ខ្ញុំបើក Facebook អត់មានអ្នកណាមួយគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីទេអត់មានអ្នកណាមួយគ្រប់គ្រងសម្ដីរាំងស៊ីកន្លែងនឹងមួយគឺថាអត់មកពេលប្រកគេថាហេតុអីបកូនណាលោកស្លោកបោកលោកមិនដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយខាងក្រោមសោះលោកអត់រវល់ទេហេតុដូចម្ដេចបានជារាំងស៊ីពលពាកប្រមាថមើងងាយត្រង់ដល់ថ្នាក់នេះអញ្ចឹងយើងបើកមើលគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតូចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំគឺថាគេផ្អើលទាំងអស់គេផ្អើលទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺថាអត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីទេអាមួយចំណុចហ្នឹងមែនឬមួយក៏មិនមែនមើលឥឡូវនេះបងមានបងប្អូនប្រឆាំងដែលអត់ដែលកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់អង្គប្រកប្រាជ្ញយើងតើបងប្អូនគ្រប់គ្រងសម្ដីរាំងស៊ីអត់បើឯងគាំទ្រសម្ដីរាំងស៊ីឯងនិយាយមួយម៉ាត់មកថាស្ដាច់ខ្មែរជាអាយ៉ងពិតប្រកបមែនហ៎ខ្ញុំជឿតែឯងមិនអាចខមមិនពាក្យនឹងបាទឯងវាទៅអត់រួចហ៎នោះអាមួយឈ្មោះអាភិបដល់ឯងចូលមកថាអញព្រុសទៀតហើយនោះឯងសាក់ខមមិនតិចមើលតើឯងគាំទ្ររាំងស៊ីឌៀលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអត់ឯងឆ្លើយមកឯងឆ្លើយមកអញដឹងថាឯងលើកទូលអារាំងស៊ីដាក់លើក្បាលតែអញមិនជឿថាឯងហ៊ានខមមិនជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដូចមេរបស់ឯងណាអីបងប្អូនអានឹងយើងនិយាយការពិតឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងទៀតណានេះអាដងកាលពីមុនបើយើងមើលប្រវត្តិនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយចំនួននយោបាយកម្ពុជានឹងគឺភាគីខ្មែរគ្នាឯងនឹងច្រើនតែដើរតួសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទៅរកការផ្សះផ្សាជានីគ្នានឹងក៏ប៉ុន្តែការដែលផ្សះផ្សាជានីគ្នានឹងបាននឹងគឺទាល់តែមានអាជ្ញាកណ្ដាលមួយដែរហើយអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងគឺក៏នៅតែភាគីខ្មែរដែរកន្លងទៅនឹងគឺមានព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលលោកនៅមានបច្ចុប្បន្ន
ឡើយនោះលោកបានធ្វើជាអាញាកណ្ដាលច្រើនណាស់ចុះឥឡូវនេះតើចំពោះអាដាមវិញក្រៅពីប្រទេសហត្ថលេខីដែលអាចថាចង់ឲ្យគេមកជួបជុំដើម្បីប្រជុំឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់សម្ពាធឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននឹងងាកមកប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យវិញនោះតើអាចមានតួអង្គណាផ្សេងទៀតទេដែលគិតថាជាខ្មែរហើយអាចនឹងសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនានេះបាទលោកបានលើកពីតួនាទីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគ្មាននរណាអាចទៅប្រៀបធៀបជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានទេខ្ញុំជឿថាឥឡូវនេះមានតែសហគមន៍អន្តរជាតិទេពីព្រោះអ្នកដែលនៅលើទឹកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចំណាក់ខ្មាំងរបស់ហ៊ុនសែនសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្របងយើងគឺជាចំណាក់ខ្មាំងរបស់ហ៊ុនសែនដូច្នេះលោកអហ៊ានធ្វើអីហើយលោកខ្លាចហ៊ុនសែនលោកចង់តែរក្សារាជបល្ល័ង្កលោកដូច្នេះយើងទុកព្រះអង្គមួយអន្លើដយើងមិនអាចរំពឹងព្រះមហាក្សត្រដែលជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនដោយសព្វថ្ងៃទេបាទបាទការទុកឲ្យប្រកាសណានៅមួយអន្លើនេះគឺមើលទៅឃើញខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះដូចជាប្រឹងធ្វើការតស៊ូមតិនិងផ្នែកការទូតច្រើនណាស់នៅក្នុងរយៈពេលតាំងតពីគេរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអូខេឥឡូវនេះបងប្អូនសិតតែបានឮហើយថារាំងស៊ីពិតជាបានពោលដូច្នោះមែនណាឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ប្រតិកម្មរបស់បណ្ដាស្ថាប័នមួយចំនួននៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលសិតតែស្ថាប័នយយៈសូមស្ដាប់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសចំពោះតនិតសំរងស៊ីដែលបាននិយាយប្រមាថដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រជីវិតដំណកលលើត្បូងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមបញ្ជាក់ថានាយកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ជនក្បត់ជាតិសំរងស៊ីក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអង្គព្រះមហាក្សត្រជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានវាប្រហាថាព្រះមហាក្សត្រគឺជាចំណាក់ខ្មាំងនិងជាអាយ៉ងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងចង់រក្សាតារិកបាឡាំងសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់តនិតសំរងស៊ីដូចតទៅលោកបានលើកពីតួនាទីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគ្មាននរណាអាចទៅប្រៀបធៀបជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានទេខ្ញុំជឿថាឥឡូវនេះមានតែសហគមន៍អន្តរជាតិទេពីព្រោះអ្នកដែលនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចំណាក់ខ្មាំងរបស់ហ៊ុនសែនសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងគឺជាចំណាក់ខ្មាំងរបស់ហ៊ុនសែនដូច្នេះលោកអហ៊ានធ្វើអីហើយលោកខ្លាចហ៊ុនសែនលោកចង់តែរក្សារាជបល្ល័ង្កលោកដូច្នេះយើងទុកព្រះអង្គមួយអន្លើដយើងមិនអាចរំពឹងព្រះមហាក្សត្រដែលជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនដោយសព្វថ្ងៃទេបាទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ថាក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងសូមប្រកាសដាក់អាហង្ការថ្កោលទោសចំពោះលោកសំរៀងស៊ីដែលមានចរិតជាជនក្បត់ជាតិតែងតែពលពាកប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រះកិត្តិនាមព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់ប្រថាប់បំពេញព្រះរាជតួនាទីដ៏ឧត្តមឧត្តមជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិព្រះបរមរាជវាំងបានបញ្ជាក់ទៀតថាអាស្រ័យទៅលើព្រះរាជតួនាទីដ៏ឧត្តមឧត្តមខាងលើនេះសង្គមជាតិកម្ពុជាកំពុងតែទទួលបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងការពីវត្តក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទង្វើរបស់តនិតសំរងស៊ីដែលប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលជាទីគោរពសក្ការៈបំផុតនៃរាជខ្មែរទូទាំងនគរត្រូវបានអ្នកវិភាគនិងប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងវិញថាទង្វើរបស់តនិតសំរងស៊ីបែបនេះគឺជាទង្វើដ៏ថោកទាបបំផុតមិនមានតម្លៃជាមនុស្សនោះទេជនថោកទាបសំរងស៊ីត្រូវតែទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានលើការប្រមាថប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវបានច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហាមមិនឲ្យនរណារំលោភបំពាននោះឡើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានត្រា7បានចែងថាអង្គព្រះមហាក្សត្រមិនមាននរណារំលោភបំពានបានឡើយមានត្រា8បានចែងថាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គទ្រង់ជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាអ្នកធានាឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់គឺជាអ្នកធានាការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការគោរពសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិឬដែរទេនេះគឺជាស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញដល់នេះហើយគឺមាត់ចង្រៃ
របស់រាំងស៊ីមាត់ចង្រៃរបស់រាំងស៊ីនេះគឺដោយសារតែមនុស្សរាំងស៊ីជាមនុស្សថ្កើងខ្លួនជាមនុស្សរស់នៅក្នុងត្រកូលអភិជនជាកូនអ្នកទំនើងគេហៅថាអាក្មេងទំនើងមកពីដើមហ្នឹងណាបើគាត់នៅក្មេងវិញគេហៅថាអាក្មេងទំនើងតែដល់ចាស់ចឹងគេហៅថាអាចាស់ទំនើងហើយដល់ឥឡូវនេះគាត់តាំងខ្លួនថាគាត់ជាអ្នកនយោបាយគេហៅថាអាអ្នកនយោបាយទំនើងអាអ្នកនយោបាយទំនើងនេះគឺវាធ្លាប់ deal សមាជិកសមាជិការបស់អង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងម្ដងរួចមកហើយថាម៉េចមានតាណានតែចាំបានអត់ពេលដែលវត្តសុ VOA សម្ភាសជាមួយនឹងរាំងស៊ីរាំងស៊ីបានពោលពាក្យឌីលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នករបស់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គពុកប្រាជ្ញយើងនេះរាប់លានអ្នកបបួលគ្នាដាក់ម្នាក់1ដុល្លារដើម្បីភ្នាល់អារឿងចូលស្រុកអូមានចាក់មេកានុងរាំងស៊ីឌីលពួកយើងថាម៉េចឌីលពួកយើងសត្វតែពួកអាថោកទៀតពួកអាបាតសង្គមពួកអាបាតផ្សារយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងឈឺចាប់កាលនោះយើងរៀបនឹងបបួលគ្នាប្តឹងរាំងស៊ីហើយតែក៏ចេះតែទប់ចិត្តទៅវិញថាណ៎ហើយយើងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យវាឌីលក៏ឌីលទៅចោះធ្វើម៉េចគេនឹងវាកុំថ្កើងជាងយើងយើងចេះតែទ្រាំលេបគ្រោះលេបថ្មទៅយើងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាយើងវាគ្មានឧត្តមដូចគេអាយើងក៏ហីទៅអានេះគេហៅថាកម្មពៀវរាឈាមស្រែកស្បែកហៅមែនដែរទេបងប្អូនសាធុកអានឹងវាអត់ទេបាញ់ហៅថាគ្រាន់បើអើយចុងបញ្ចប់កម្មពៀវរានេះធ្វើឲ្យរាំងស៊ីនៅតែរបូតមាត់ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ច្បាប់ហើយច្បាប់ម្ដងនេះមិនមែនសាមញ្ញធម្មតាបើរាំងស៊ីឌីលត្រឹមពួកយើងជារាជប្រជារាំងស៊ីឌីលជេថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏អបៈឬមួយក៏មន្ត្រីផ្សេងៗអានឹងវាប្រជុំឯងវាងុំម្ដងនេះលេងមេតបូលបងលេងបរិជាហ្មងព្រះមហាក្សត្របងអញ្ចឹងឲ្យវាសាធុគទៅចុះអានឹងវាអញ្ចឹងដល់បងប្អូនខ្មែរយើងណាយើងមានជំនឿបងប្អូនជឿទៅខ្មែរយើងជាអច្ឆរិយៈប្រទេសកាន់ប្រម្បាញ់សាសនាផងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងយើងមានទេវតាថែរក្សាស្វេតឆត្រយើងមានទេវតាថែរក្សាព្រះនគរយើងយើងមានទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិច្រើនណាស់ដែលថែរក្សាអង្គរវត្តយើងប្រាង្គប្រាសាទធំធំរបស់យើងអញ្ចឹងលោកស័ក្តិសិទ្ធិណាលោកបានជួយមកដល់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងពិតមែនតែយើងមិនបានប្តឹងរាំងស៊ីកាលនោះតែឥឡូវនេះស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងជួយຈັດការជំនួសយើងឥឡូវនេះយើងបានឃើញមេធាវីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានឃើញតុលាការយើងបានឃើញស្អីស្អីអូប៉ាល់ពេញនគរវាដល់ថ្នាក់រឿងមួយខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនរឿងមួយរឿងអ្នកគ្រប់គ្រងរាំងស៊ីក្នុងថ្ងៃនេះពេលដែលយើងផុសចេញដំណឹងថារាំងស៊ីបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមានអ្នកខ្លះអត់ជឿពីព្រោះគាត់អត់បានស្ដាប់វសុអាស៊ីសេរីដល់តែយើងលើកអញ្ចឹងពួកអ្នកលេង Facebook ប្រឆាំងណាគាំទ្ររាំងស៊ីក៏ថាអាតាសវណ្ណចេះតែប្រកាច់ប្រខូចគេរាំងស៊ីឯណានិយាយឌីលព្រះមហាក្សត្រយើងក៏យកវីដេអូនោះចាក់ឲ្យគាត់ស្ដាប់ផុសឲ្យគាត់មើលអាវីដេអូមិញហ្នឹងបាត់មាត់ដូចគេចុកជាពិសេសតួអង្គ
riêng chứ vùng mà nét nơi tì krong Paris. Quát ní cứ tha tam ca phía rèn xí cứ tha đạch bào. Xe xí xe vặt. Tại dương mà đang xí xe vặt xe kì. Quát pra à khaun chmu hào tha tá mê tà. Hãy quát đã rút cầm lọc mà nét. Giang sẵn hà, tại ta nâng à dục mình tê tê. Miên nhạc lạc mình bán chạp ở rõm mình đăng. Sman ta quát khám mây, mê nê quát chạy hỏi. Quát à dục bà hai chỉ chắc chiêng xong đàn xì. Ai chiêng chất sập xa nằm. Sai xì xì vắt nó dọc vẹn. Quát quam trô xong đàn xì. Quát quam trô xong cổ chiết xong bảo nà. Quát xa ốc đi ra tháp bị ba xong bảo ông đáy. Tại thằng anh mình đang bảo vô anh thằng bà vậy. Quát on chất mẹ tên mà. Có thác con bẩn nước xa man tạp xong đèn xì nâng vì xa hai đó một lần. Hiên bật điên bụi quạt. Á chá bà quạt xa xì xa bát hay nét xa nó đóng xa nó bụi xa đôi thật nế. Ô ta mê ta nâng quạt. Mẹn thò mà cao đi. Ước lông hình mẹ nè. Ta mê ta nâng cứ quạt nó dọc vén. Thò mà cao nâng bình dương nâng xa quạt. Miền ấy bọn bố nói khăn đèn xì hay quạt phóc môi. Quạt thác quạt chúc chưa xong đèn xì. Quát chỉ nét con trô ràng xí, quát chỉ nét trong ai ràng xí ban lò. Tại ràng xí mình prom lò. Có tha, tam chất này anh cho. Chắc bị ngay to tới ta mê ta lên là vô lượng xong ràng xí anh tiệt đây. Miên này nà, bàn khơi ca phô rồi bó ta mê ta nâng ọt. Bây giờ mất nó không group telegram rồi bó sở phía bộ phê anh. Bà cắt chỉ bàn khơi. Mên rồi mùi con mình mên. Chúi bà chạy tích máu thua chứa xạ xây. Vì đó là phần năng à. Vì mến thấm đã bà chia bà rớt thơ mặt đá. Rưng mưa cơ bà chia bà rớt đây nì dung. Quam trô rớt tha bì ba. Quam trô bè mà hạc sát. Rưng mưa cơ quam trô. Cả nạc bạc bà chia chốn nế. Để khăn xâm ba chờ môi ra ràng xí. Xôm bây ta chìm mà núc chùm nứt ở bà ràng xí. Cả hô chật này. Kì ta chọc bạc. Chọc bạc ai ở đom xâm ràng xí. Đã mà mắt nì báo kì bạc chùm nư. Nè, anh đang dương bà chạy bà nhà anh đang. Dương trong rùm lịch. Ai bọn bà ôn bàn mưa mùi tiệt. Nè. Đi xây chế. Choose clear one. No. Mẹ tê xong mà chia xe rái. Nè, mùi tiệt. Sạch cái đấy thay anh cá. Rốt bó cửa xuống bệnh bà rộng rì chú vẹn. Sạp mà đang tiệt, nì mùi tiệt xây. Lúc xóm ràng xì, bàn đi chơi khăn ông cách xong phía. Chỉ mùi lúc muôn nà rệt. Này vết tí ca vật chú A Di Sẽ Ráy. Nì dục thay tí đọc bì khai cả nhà cho nàm bì bọn đọc rạm buồn. Đòi bà bìa ạ xô rùa thôn thôn. Một lư bệnh kết tình niếm. Bệnh cả rô nà bệnh bát xong đạch bệnh bà rộng mạng nít nô rô đông xây hạ môn ní. Mà hạc sát nây bệnh rì chiên là chạc Campuchia. Chỉ tì cổ rộp xa kà rã đọc phông cổ phô bòm phọt. Đại lập bà chìa riêng khám ai tu tiang bệnh rì chiên là chạc Campuchia. Cổ rộp sở lãnh xa mạo chì vật. Cổ xuống bệnh bà rộng rì chì vẹn. Xôm bà kà đạch à hàng kà. Thác cao tù. Chồng bù lục xóm ràng xì. Đại lập miên chả rách chì chôn khắp bọt chiệt. Tại anh tài bồ lp bà bò đọc bệnh kì tình niếm. Bệnh cà rô nà bệnh mô hạc sát nây bệnh rì chiên là chạc Campuchia. Chỉ tì cổ rộp xa kà rạc đò khá phung khá phú bòm phọt. Đại lập bệ ông công phung cung bà thạp bòm pinh bà rì tù nè tí đò ụt đông ụt đòm. Chia đi mất rộp nây ai kập hiệp chiết nâng nị răn trạp hiệp chiết. À xa rai lư bà rì tù nè tí đò ụt đông ụt đòm khang lư ní. Xong cung chiết Campuchia công phung tù tù bàn xa kê đầy sọc xong tịp hiệp nâng ca áp hi vọt kraom ca đặc nôm. Rốt bó riêng rốt tháp phí báo nây bệnh rì chiên là chạc Campuchia. Thằng ngày đọc bàm cao khai phát tập bọt chân nam cầu ai kê xa bốt tập sạc ra bí bọn bàm rồi học sạc bày. Rì chết thê ni phân nông bình thằng ngày tí đọc bấy khai cả nhà chân nam bí bọn đọc bàm buồn. Ok. Nấy cứ chia xâm răng. Nó kì an sẽ kết đầy. Thầy anh ca rồi bó. Cả xuống bè bà râm thì chỉ vén khơi miên ăn tập bát mùi tiết bằng bồn. Nó, ở đây xong sạp.
dương khơi miền ăn tập bọt mùi tiết đại kỳ phó chênh ná bọt chiếc xóm rèn xì phần chiếc làm thông ná hiến phá mát bẹt chết đá con bẹt hạc sát đại chiếc tí cổ rút xa kà rạc đọc bông cuộc bông phót rồi bọc bà chì rì khmai bẹt kà rà ná bẹt mát xóm đạch bẹt bà rô mân yết nô rô đom xây hạc mân ý bẹt mù hạc sát nây Campuchia đại chiếc tí cổ rút xa kà rạc đọc bông cuộc bông phót rồi bọc bà chì rì khmai còn bông trơ bán chân bọt chiếc xóm rèn xì à tây tắc mê đất nuông krom pra chẳng pra mát bạc bò bạc chế sạch bạc ổng dạng thông thông bông phót đai màn ai ọt ao nào nụ lời chân bọt chết làm thông biệt mê xóm ràng xí ba nê dây nơ khăn kết xóm phía chìa mùi lộp muôn nà rết nê vật chúc a xí xa rây nê dục ngay tí đập bí khai cả nhà cho năm bí bọn đập bà buôn giang đôi chân lạc thả nè để nơi đưa tất đây bởi đây cao của chiếc cứ chia chẳng nạ khám áng và bọc hồn xài xong bây giờ các em hạt sạc và bao nhiêu cái chia chậm nặng khám ăn và bao khuẩn sàn để xem lúc bạn hiên thưa ấy ấy lúc lại khuẩn sàn lúc trong ta để xa đi và đang lúc để xem dương túc và ông mua ẩn lứa đó dương mình hay rụng bưng các em hạt sạc để chia à giòn và bao khuẩn sàn đôi sạc khai thì bạn tùng vơ và bao xong đang gì hiên pro mát ông bè hạt sạc để chia ti group sakara đọc phong phú bấm phốt nơi riêng mai tu tiền nô cố ตราบ้านเนี่ยวิพีนั่งประชีพรอดเลือกหลังปฏิกรรมคลั่งคลั่งวิ่งท่าตรงเวอร์ระบอกตอนเดอะซอมแรงสีแบบนี้คือเชื่อตรงเวอร์ดอทเท้าทิพย์บอมพอดมันเมียนตำลายเชื่อมนุษย์หนุ่มเต๋จนเท้าทิพย์ซอมแรงสีเต้าตายตัวโตจมปูหมกฉบับเชื่อโทรมิ่นเลือกการประมาทปะปอยอย่างทนทงโง่เลือกอังเปรียมากซัดได้เต้าบ้านฉบับกบูระบอกประเทศกัมพูชีฮามันเอาโนนารวมโลกบอมเปลี่ยนเลย รัฐธรรมนูญในประเทศจีนจะกัมพูชีมีตราประปีบานใจท่าองค์ประมาทสัตว์มันอาจโนนารมโลกบังเปลี่ยนบานไหลมีตราประใบบานใจท่าประมาทสัตว์ประองตรงจีนมันจะรูปในไอกระเพียบจีดนังนิรันดร์เพียบจีดประมาทสัตว์ตรงจีนเนธีนีไอกรีจีดอัตตะปไตยนังโบราณเพียบตึกได้ในประเทศจีนจะกัมพูชีตรงจีนเนธีนีการกรุบสุดนังสไลเพียบระบบประชีพรอด nâng ca cổ rốt sức thích xa nhà ổn trạc chiếc. Bà bọn khởi nhọt. Ông bánh mạnh đi. Bây mất Facebook kia tì cổ rốt. Bây mất vết xúc. Bà dọn kia tì cổ rốt xa nai hà tăng ọc hình. Dương bàn khởi bây mất mà chùm nuôn gót xa xế không mất một thà. Khăn à mùi việc mọt năng đó là à nẹ xong phía xong đáng xí bọc cân lực rồi bọc vật chú ở dì dì rây năng đó là chất bọn bọn khăn có khăn thầy tại xâm rạp ăn phục rai đồ bà dương xong ai bọn bọn chúi ô côn viên bàn thờ ô côn đó vật chú ở dì dì rây đài bàn đuôi bà đồng đài bàn hào ràng xí ở lăng bà lơ vết tế ca ca bì dục mạnh bà khám biến à dì xa rây ô tiên các bà ràng xì dô mò ai bằng chanh xa là chết bất bà viê tê dương có át bàn lư xòm lên bước bút là bà ràng xì đại bàn bà mát mà lư ông phèm hạc sát dương lòi vật xú à dì xa rây ni bàn xòm lắp nét đi vô bài bà chăng chứ ra ơn khá niên là hỏi bà 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 đăng à môi chú mua cơm sóc á có thlop chọp cốc đòi xa tại chlai xong đua à dì xa rây đài. Chưa đài tì. Anh ơi, ôi chắc bà lo. Miên nẹ vì phía. Nói vô bài chắc ra ơn khí hỏi. Đài tay như rôn cửa đòi xa tay xong đua rồi bó à dì xa rây. Đó thân à chân chắn bót ở lâu này về lên trong hiên xong phía. Vì lên trong hiên xong phía cho môi nè vì phía. Vì tham ở đây ngầm ảnh. Áo ít tàu phía xong phía. Dù ai nâng chạp ấy. À phía kê tử dù rồi bảo vệ nâng cứ tha. Rồi mê anh cao tạc cao tù. Chạy chìa mình khàn. À nâng nè. Ông phố phía dưỡng về tới chỗ đi nào bọn phôn. Vì miên chùm nốt ạc rõ. Tại vì có miên chùm nốt vết chùm miên rồi bảo vệ này. Bà công ban à việc mọt nâng, việc tăng xâm nô nâng, xâm an à ràng xì, việc chá lao dạ nâng ấy. Mệt ớt. Nhưng ọ côn việc tầy.
ลิกเมดได้มวยไอ้วีพ้องนะอากอนวีมอดมุงเรดนี่อังพวกเปียยืมไปเจงจอดลุชก่อยโอเคไอ้เลยนี่ขยำจังจะเมียบองโอนวีเนื้อเมียนเรื่องมวยตีดเรื่องมวยตีดเรื่องมวยนี่คือแรงซีบานเทะอันเตะในโยบายโรบอสลุกในโยรัมใจหุ่นใสอันนี้เทะถ่องมองลูกในโยรัมใจหุ่นใสลูกโยจอบมวยกายตำไรพลอยไอ้ตึกวิโฮหายอาตึกแรงซีจังเก็บเลื้อวิโฮบอวู้โจบอคลองตำไรพลอยแดนลูกในโยรัมใจหุ่นใสนั่งบ้านกุ๊กวิไอ้เวียดากุ๊กวิไอ้วิโฮเมาแมนกู้เรื่องไอ้กู้เรื่องปัจจัยบันจับขลุ่นแรงซีเลื้อตึกในประเทศอย่างดับในอาเซียนได้ซาไต้ลุกยุรัมไต้ฮุนเซนลูกบ้านบันเลอเปี่ยมวยได้เพื่อองค์ปุกไรชมเฮียนใหญ่สันได้ยุรัมไต้ลูกคังองค์ปุกใหญ่ยังก่อคังจ่อแต่ยังกรนแต่ดักกาสองไซยี่แต่กาสองไซระบายยังเวียนหัดพอลบางคนดังยังสองไซลูกยุรัมไต้ทำไมยี่แต่ยี่ซับก็ไม่ลูกลือก็แบบโลกอะนั่งไงในปีได้โลกโชว์ตันตมชิ้นนี้จะมวยนั่งในยุโรปบรรทายลาวในปีนู้นยังบานลือสำเดย์ลูกยุโรปได้ฮุนเซนลูกบรรเลอเปียธาเมียนอาบันดัดมวยนู้มันแน่นู้เวียบานทบบัดสำเพียจะมวยกระแสมวยนู้สักแต่มวยนู้ถึงอ๋อดังมวยนาเลยหายก็บานยี่ถ่านแย่ก็ทางมันดังจีนเนี่ยสถาบันกษัตริย์ลูกเก็บบานซ้ายหรือมวยก็มันซ้ายนุตีวิจิตรศึกระบ้านกษัตริย์ลูกเฮ้ยพอจะอ่านมันดังนั่งนาเก้ประยมัดเช้าอยู่เฉยนะถ้าจะอ่านมันดังใส่กินนั่งนาเก้เข้มตักจะมาดังไหนเข้มมาดังไหนอาบันดังมันเนี่ยได้เจงปีมอดลูกอยู่รำไรนุคือลูกบัดชั่วอาสถาบันกษัตริย์ได้เจงปีมอดลุงยุรัมไตฮุนไซน์นึกก่อนลุกมัดชมูติดให้ลูกทาอาบันดัดนุ่งบานยีทาอ่านายปฏิลาวหนึ่งพอตึกใดเอาสมแรงสีโจลสกไม่โจลอะไรนะเนาะให้ก็สมให้ก็สมเอ้ยนี่ยุรัมไตลาวสมได้อัมปีชันเตะระบบพิกีปฏิลาวจองจำได้ทีในเป็นน้องจำสำลักเมื่อขอบในจะมาสำนักอยู่นี่ตานั่งก็ห่อไปตานั่งเลียงกระบาดเอเชียดิตามกระปุกจำสังไซดิกู้จีเรื่องลูกประดับล้านลูกประดับล้านวิเคราะห์เบียนอ่านบันทึกนาทีท่อมาดาบังปนเถอะพิจารณาบ่สันจีเนกกับไซต์แต่เป็นนาวิ่งเบียนสัมผีจมูกเนี่ยนามุ้ยเก็บสายเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ควรจะลื้อกวาดเมียแบบซาจังเฮ้ยบองโป้นั่นยี่ปีตู้หรือซับช่องเมียประมาณยำใช้ติดประปอนสับสายเมียนซาเลยมุ้ยยำใช้ตั้งปี VOD ยำใช้ตั้งปี VOA ยำใช้ตั้งปีอาซีเซรัยยำใช้ตั้งปีแคมเบรียเดลีตั้งปีบรรจุปรังยี่ปีใช้ติดอัดเคยยำดัดนังพองอัดเคยตะเต้บาปนตะเต้แม่นะโอเคจังบานทักสับบ่ากบอ้อยกบอ้อยสันดานอยู่ลูกลือบ่าจังบานยำเจ้านี่ฮายหลับใบนี่โยบายกินเล่นจังอามาซีแรงซีกบเพลไปเกี่ยชาติเกี่ยเลงจังให้อากรไอ้ปะเพลือโลโจนเตะกีโลโจนเตะกีเราจะลื้อลงยุรัมไตรปะกะตึ้งไอ้มาใหม่มาจอดหน้าไอ้จวบไอ้แพร่ไปไงนะปัจจัยบันจับไอ้โดยให้เปิดให้ไอ้จังให้มาดอล
đó tập về nó ăn bộ bè dương bẩn lơ thèm tiệt tới lư đó tập chia răng si bực răng si chê chà và đòi vô lẽ đó tập về là chê chà chẳng ai tới việc cao tới lương à nè cái sai đứng việc tang sầm nô nè việc tang sầm nô nè thà lỡ ai làm cơ làm mày hả lỡ ai làm cơ làm mày ba lỡ đi lùng vô rằng tây hôn sai nó ri sầm nành chắc ai ở đó mày à lo ai làm cần mày bằng bốn đang xăm bằng xì xoay tầm bao giờ lôi lôi mà cả lấy nâng hai đại dương trăng bàn đại dương trăng bàn miên là nã đang đại đang xì xoay tầm bao giờ xăm rèn xì bàn xoay thả sậy kế hồn sai nâng trăng chặt và xăm rèn xì ở chặt bàn đấy à lô chặt bàn đi ấy đâu không tiêm đập mơ chứ chậm ban hướng ấy có chơi tranh mau giang giang thuốc suy chắc bắt bàn mềm đừng có chơi thằng bậy vậy có tha con mềm không ai phỏng rèn xí á có tha con mềm mềm không ai con mình prà passport không ai con mình prà li khát chòng đàn không ai tê con ปราลิขิตฉลองดนบารังแม่จังอ่ะเรียงซีบ้านบันเลอเปียไปใจกะติมวยได้ยืนตะย้อมมาพิจารณาก็ท่าบกปราลิขิตฉลองดนบารังตาฮุนไซน์ไอ้หน้ามีนสุดมาจับก่อนนี่ดอกก้อนยี่จังเข้มกระต่ายเถอบ่เวียได้ไหมเถออย่างไหมปีปลัวปัจจัยบันระบบเรียนรัฐปีบาลเฉียมวยนั่งบรรดาประเทศนองอาเซียนคือสำนักท่านเนตโต้นุกคือเฉียจุนเชียขมายแรงซีนุกคือเฉียจุนเชียขมายเมียนโต้ได้ตลาดกาขมายปีปูนนักนองสารครามอ่ะบางปูนแต่เบอร์สารครามบอกตลาดกาได้เกษตรเซนุแรงซีอายุปนแน่อายุปนน้อสั่งจีดขมายเมนได้ตีฉลายหมดบางปอนเติมเบอร์สารกรมรบตลากาอัดเมียนดักทาแรงซีสังเกตมาแรงมวยดิคือดักทาแรงซีสังเกตขมายเมนหรือมวยก็มันเมนฉลายอันนี้เกี่ยวกับปัจจัยฉลายหมดแรงซีชั่วซ้ำแรงซีอายุประมาณ70ชั่วน้ำอาศัยทานเล็กแต่เล็กปนในปนนั้นสังเกตขมายแม่เนี่ยเขาเนี่ยดาวแต่แรงซีก็ไทยแกเอาจับสินเชื่อขมายละให้อันสินเชื่อประหลังนั่งให้ไม่จับอันไม่บานวีโบไปด้วยวีโบไปด้วยแรงซีเจงแบบกระบาดนั่งเมาวีโบไปด้วยยำตาไอ้ยาลอยบอกเก๋ไว้แรงซีฉลาดดาวก็ท่าเตะปัจจัยบ้านเอาจับจุนเชื่อขมายชอบเบอร์อันเหม็นขมายพอเลยให้แต่จับแต่จับแรงซีไม่เกิดเห็นจ้าอ๋อวัยขยมสับต้องยังเปล่าปวดทุลุงหยุบไว้ยังจ้าไอ้ขมายหัวใจเออเติงจังก้อยแรงซีเติงจังก้อยหุ่นมาควานะหุ่นมาควานะก็ปั่นตายเนี่ยอังปลุกปลายยืมแต่เมียนอากอปันไตบางโอนเตียงสนับก็ปันไตจำเล่าอีระบอแรงซีนี่คือบานเทอร์เอาบางโอนประเชียวประรัดขมายแต่งเนื้อขนมนังกระเประเตะทะเลทรามกระดกทะเลทรามกระดกหึงไอเรื่องท่าอามาดูแรงซีนี่เวลาอัดจูบเรื่องอ่ะสั้นเวียย่อมุขหมายเวียย่อพาสปอร์ตหมายเวียย่อสัญชาติหมายย่อหมอบปลาดำใบเก่งจนมันจะโยบายระบอบเวียยศได้เต้แต่เวลาจูบอ่ะสั้นอันก็เวียย่อมุขรังย่อแบบแปะวิ่งเวียย่ออ้าวรังย่อแบบแปะวิ่งเวียย่อพาสปอร์ตรังย่อแบบแปะวิ่งเวียย่อสัญชาติรังย่อมากาเปียเวียวิ่งเนี่ยเรื่องมันเด้อกันไรเนี่ยรับต้อนได้อ่ะ
chẳng hỏi bạn chỉ dương tay để bồ thả. À mà xưa rằng gì, bộ ạ đây sẽ chết bí ní viết chẳng rảnh chẳng. Viết chẳng rảnh chẳng. Bên bà tế bạn sốc sàn tràn. Viết mà chạy phía hôn, viết chôn mà tinh đầy tinh thư lý xăm tế xăm thờ bay. Miên chắc ca, miên ấy ấy, ô ô xì cho ngôi dưỡng người ta việc mày. Đó tờ bê bà tế ca sân khriêm. Vì dô mũ, vì dô phá, chia sẵn chết mùi xanh tiết bàn. Kích dù hồi khuôn mặt. Hồi đó là bộ dương và chắc sọc nế, đại miên sẵn chết tờ mũi nế vi vô và đòi bất lực tế lòng. Cho dương mình tờ nào hồi. Bác muốn sắp tốn nế chẳng bật nhắn. Mà đoàn tiệt. Bê khuôn ràng xí bàn sẵn nốc sọc sạp bài. Có thể ta quát cư chìa khám mẹ nẹ sẵn ai hà chết. ประเทศกัมพูชาเชียประเทศกำเนิดตะบกวดกวดเชียจุนเชียขมายกวดตรึ่งแต่โจลมาประเทศขมายทรอบลือกวนใหญ่จังอ่ะเต้ยตะเวงเปิดกวดจูบอาซันจังไงกวดดอกมุขขมายกับวัดเจ้ากวดให้พาสปอร์ขมายกับวัดเจ้าดักตอบกุนกุยหรือบอกโจลครองทงสำรามกวดใบจะยกพาสปอร์ ลิขิตสลองได้นะบ๊อบปรังโยมบอกดอกขลุ่นกวาดเป็นเธอเป็นเงยเนี่ยจะรักกะไลนั่งได้ยืงจังเลยจะรักกะไลนั่งได้ยืงจังเลยบางปองสตาร์ตอนได้ตีเวียสำคัญตรังถ่าเปิลได้แรงซีตัวเจ้าสังเกตขมายสวายกสังเกตบารังโยมกางกาเปียสวัสดิ์เพียบขลุ่นกวาด อันนั้นเฮาจะสอบเป็นเจ้าอ้อยบองโอนขมายต่างออกนี่ตรึ่งแต่โยธาซาจะเจี๊ยดแรงซีตาเวียอย่างนั้นเวียอย่างน่าจังเฮาไอ้กลมเอาเจ๊แต่ท่าอองปูปลาเยื่อเจ๊แต่เลียปอแรงซีอัดเลียเตน่ะบองโอนไปหมดเจี๊ยปีใส่บองโอนโกนขมวยได้นิยมดาวตามแรงซีให้กลมท้าตาสวรรค์ตั้งเจ๊แต่ใหญ่ส้มสระ ขยมท่าระบอบคนสายหนึ่งเมียนไปอย่างหามุ่นไงเดือนขยมเบลตลอดแต่ไงผมบุญวิชิกาคำของนี่หายตัวเชียร์ยางนาเกิดเอาคือไงผมบุญวิชิกาคือขยมแต่ตลอดตึกใดประเทศกัมพูชาให้คนสายผมปงแต่พยายามสลัมสลาวแต่ปรับประเทศจัดคางทางขยมหนึ่งเมียนตัวจับขยมเป็นคนสายหนึ่งงงอ่ะขยมปลาพาสปอร์ดิคัดฉลองได้บารังฉบับอันตรายจิตนะคือคนสายอัดเมียนอติปุลเอเลรูปขยม อัดเมียนสมัติแต่ก็ไอ้ระบบกวาดแต่เอาให้เกี่ยจับขยมเนื้อแข็งไปเตะอับบานเน่ปีพรุ่งบึกขยมปลาปัสปอร์ไปเตะบารังเมียนตาซาเทียนารัดบารังเน่รัฐบาลบารังเน่ได้เมียนสมัติแต่ก็มือเขาเตะจมพัวสมัติเพียบระบบขยมเขาเกี่ยวชิบะถ้าขยมเมียนตัวหัวไปเน่คือคนซานเน่ได้บานประเด็นตัวให้ตัวนโยบายนั่งจิตก็จะยุ่งเนี่ยในต่อสู้ดับใบหลักที่ประชาธิปไตยการเปลี่ยนเสด็จสลายเพียบระบบเจริญขมายคือจิตก็จะยุ่งเน่ในหน้าเดี๋ยวเมียนตัวนโยบายการแต่ ช้างคือการตลาดอ๋อแต่ไม่เงี้ยสำหรับสากลอันตรายเชียร์ไปพูดกันดังทางคนช้างที่ชนประกาศตลาดการในสกมัยได้เชียร์ตลาดการยองขมิ้นยอกจิกาบานเต้มามัดนากอดเดียวขมัยสัตยายองต่างอ๋อยองตั้งปีแปรมหักซัดยองตั้งปีริรธาปีบาลยองตั้งปีตั้งปีอะไรเนี่ยเนี่ยตลาดการจังหายบานเกี่ยวกับสีตกเจ้าสังเกตขมัยไอ้เลยช่องสู้บองโปนตาบ กลายเป็นแต่บองโอนบานดักสมดีหรือว่าอาเมเซียแรงซีนี่หอยแต่บองโอนโปร่งตัวตัวสควอลท่าอาเมเซียแรงซีนี่ปัจจัยบ้านตัดเจ้าสังเกตขมายเมนได้หรือเต้ใช่ไหมแต่ก็เอาจากย้อมเช็ดแต่เลียปอสมดีนี่จริงปีมอดแรงซีปัจจุบันแรงซีบานปูท่าอะไร มีนตายประเทศบารังเอซาเทนารัฐบารังตืบไอ้กับนัดวิสนาหรือบ่แรงสีบานวิชบ้าลอบปนังไงวิชบ้าลอบปนังไงก็ท้าสกมายมันอาจนามากรุบกรองแรงสีบานเลยไม่จำจับบัตรเลยจับบัตรแล้วบางคนบางคนได้ลงเชื่อแรงสีแจ้งบาบานบาบบพิจารณาบาบบพิจารณา อันนั้นเฮาได้องค์ปุกปลายระบอยยืมจังรุมเล็กจุนบองโอน
อันนั้นเฮาได้รังสีคลั่งทมเฮียนประมาทแต่มหาศาลอันนั้นเฮาได้รังสีเฮียนเดียลเจอังพวกปลายยิงสัตว์ปัวบาดสังคมคือได้ทราบวิมีนจะรักเวียนจังจะรักเวียเปิลเมียนสันหลังวิตตสัญจิตขมายจ่อลมเวียโยสัญจิตขมายทวบกุ้นกุยให้วิเลิกโยสัญจิตรังเวียโยมาตูดาเลือกบาล เธอไอ้ก่อยอันนั้นสารจิตปุ๊บระบบอาหารเสียแรงซีไปเนื้อกลายในไอ้สลับต้อนได้ตีจนบ่นนี่สำคัญนะบางคนจังหายบานจิตจองจังจิมเรียบไปอย่างมัดบางคนจนรวมจิตจิตีกระรุบนั่งจิตีสนายหาจึงโจมมาสลับอังตุปลายแต่บ่ยืง อัดเมียนเจ้าแต่เลี้ยปัวปะพลอยปะพลอยปะพลอยโดยอาโซนดาราโดยอาลองไอ้นุตีเอาไว้แต่ยืงเลิกอะบ่าวเขมียนสำเร็งเขมียนรูปเพียบเขมียนพ่อตั้งเขมียนแจ้งเลยก่อเขมียนอำนาจนางยืงอัดเฮียนเลิกตียืงอัดเฮียนเลิกตีแรงซีปัจจัยบ้านนี่ยิ่งจังเป็น สำคัญนะเป็นแต่ก้อนนี้ยิ่งมัดเพื่อจึงชื่อจัดก็ทารัฐบาลขมายมันอาจเธอใส่เธอลอยรังสีบาลมีแต่รัฐบาลสาธารณรัฐบารังเอ๋วิงานอย่างต้องกัดประกอบอย่างเป็นองนะเป็นตู้เรียนจึงหอบทรวงไทยได้สบแหงสบแหงนี่นะบารังสีคลายยืมเวียนมันดังสบแหงมันจะสาธารณรัฐบารังก้อนใหญ่ชงงานเยอะ บ้านในรังสีอัดเมียนพร้อมจิโร่กล่าวอำนาจในมิตรภูมิยืนตีให้เรื่องไอ้ยืนน้อมให้จะเชื่อก้อนอันชงอะไรนั่งไงสตาร์ตอนได้จุดบอดนั่งหน้าบังโอนนะอันนี้ส่งบังโอนยกเตอร์ปิจารณาโดยองไอ้เธอจะไหนวิชงานไหม เวียชงันเมียนแนบประชังมาจำนวนเมียท่าอีตาสวรรค์โอ้แรงซีเมียนเมียนสังเกตปีอะเมียนขมายพองเมียนปะรังพองอามัดบานจีตาสวรรค์เองมาเจ้าแรงซีท่าแรงซีกู้จีจุนจีตปะรังอัดเมียนจุนจีตขมายเข้มท่าเตะเข้มเหม็นเหมือนดังไงนะเข้มดังชะบานนะท่าแรงซีเมียนสังเกตปี สังเกตดาวมันบอกว่าปีกำเนิดยืงตัวทุกข์ไปโปรอัตตะสัญญาณบันบอกว่าดั้งสังเกตขมายพาสปอร์บอกว่ากอดดั้งสังเกตขมายเนื้อขนมได้กาเนื้อขนมสารกรอมเซ็งเซ็งหรือว่าตลาดกาเฉียบพลอยกาหรือว่ารัดสัตแต่บ้านสเซธาเรียงซีนี่ปัดประกอบเชี่ยสังเกตขมายแมนเข้มอัดเมียนบางตัวเจ้าเต้ ห้อยกอกขมิ้นประเจี๊ยบรัดขมายไอ้หน้าดังแรงซีเจงปีสัญเชียดขมายได้ห้อยกอกขมิ้นรับท่าปีบาลไอ้หน้าแต่ดังแรงซีเจงปีสัญเชียดขมายได้กือแรงซีครูนไอ้ตีตาได้บ้านดอกสัญเชียดขมายกับวัดเจ้าเมนได้ตีครูนกอดไอ้ตาเมนหน้าจะดอกสัญเชียดกอดตาเลยเธอไหม บางโอนช่วยพิจารณาเพลย์ฉบับบันเทิงโยงตามสมได้ตอกจ่อสังเกตขมายระบบแรงสีนี่ตาเมียนฉบับไอ้หน้าอาจดอกสังเกตขมายปีแรงสีโยมกตกดักเอาใครทโนวิ่งบานได้ตีนี่คือสำนวนระบบอังปลุกปราด ปีโปรฉบับบรรจัยมาท่าเมียนบกุลนาอาดอสังเกตขมายปีโปรรัฐขมายบานลอยแต่เลยเนี่ยบารังซีกวัดยลโปรมดอสังเกตขมายดอยครูนกวัดเกี่ยวกับสไวดอสังเกตบางประโอนเสสละสไวดอสังเกต สไวสไวนั่นบันไดจะครูนไอ้ดอสังเกตโดยครูนไอ้อัดเมียนาประคอมกอดเลยกอดลอยเจงปีหมอดกอดโดยครูนกอดตากูเธอไหม
cua đỏ sành chiết nút trở lọc bảo vinh mẹ đỏ thiết anh nó cua tay tờ rơ bở biết cua tờ rơ dốc sành chiết đại răng si cả vật cháu luôn sành chiết khmai dơ á răng si bán đọc cả vật cháu luôn tờ cua bà tê khmai dương tầm bú nè dương chiếc bà chiếc bà rắc khmai nè cua nôm khnia tờ rơ dốc sành chiết khmai rồi bà răng si đi dốc mốc làm con túc đắc ai bán chạy thân ô bán đại tì chạy mà đông thiệt dông tam răng si bán bóc bóng cháu sành chiết khmai rồi bà khluôn đòi xoay bà bọt đòi khluôn này tờ dương ai dương ai tờ dốc biên môi là sát tờ trăng dốc sành chiết đúc dốc bốc là xa tục vinh đàm bấy sạch đây thay thân ô rồi bốc sành chiết khmai ban để ớt nó ban để ớt nó bằng bồn chui 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 mơ miên nhạc chấp bắp được không đi ớt chấp bắp chai thà mình miên miệt ra cái lại ná ăn được nhạt bắp cho ơi nà na muối cứ tha xong bây tập ra mà hát sát còn mình ai tập đọ sành chiết pi pi chun chiết không ai bán đấy tiêu ta không nhóm chắc ăn mẹ na muối làm thông mà đọ sành chiết trong bán đấy hãy đọ sành chiết pi trong tất trong màn sành chiết sẽ kế mất vì mình ăn mình chăng tay răng xí răng xí giờ bạn đọ qua đi tay con bạn cả vót trâu lại thương mấy nhở robot đại kê cả vót trâu dương cua non khnía tờ rơi vô mà vinh xăm sọp đại tỷ không còn là xua ta xăm sọp đại tỷ chạy mà rút khnía dương ăn phở bị đỏ ấy bằng phổ này công pra bị đỏ ta pra bị đỏ việc tốt cho môi nằm cho bạn rèn xí cổ vót trâu làm vậy tốt á rèn xí chỉ nét cổ vót trâu dương chỉ nét tờ rơ vô màu chẳng cua pra bị thai tờ rơ vô sàn chiết môi đúng không ạ vô mà tốt đạo vinh công phở bị đỏ ta dương ai miên sức tờ rơ vô sành chiết khả mẹ đài răng si cửa vọt cháu đúc vô mà tục đắc nơi lơ ti đọc cua xăm rung đài rử tì có mày phải thao phê vậy có mày phải thao phê vậy sành chiết khả mẹ đọc thả răng si vô ta cửa vọt cháu là bọn phồn hả rồi bọn đôi chết dương trăm dễ thẳng đôi khó ai rư có tu là sát bên chân mà dân bỏ cháu dân thở tâm mới sức tờ rơi vô bố kê kê lên tục chế cam mà sức bỏ kê tiết đấy lắm sắp đắp bà đoàn tiền ở bên chắc ba nì bố con lấy nó xong khẳng nì chúng ta rồi bỏ hồn xa nương nguyên bà nhà hà muốn ngay đến khi ông bơ tờ lọc tới ngay bổng buôn vị trí ca khả mô này hai tôi chia giang na cả đó cứ thay bổng buôn vị trí ca cứ nhóm tờ đó tức đây bởi tế Campuchia hai hồn xa anh cũng bông tại phây á slum slò tờ prap bởi tế chất khang thạc nhóm nâng miên tu ở chắc nhóm bên hồn xa anh lưng ngông á nhóm pra passport đi khách trong đài anh bà rằng chấp bắp ông đã chết á cứ hồn xa anh ấp miên ếch đi bôn ấy lưu rụp nhóm ấp miên chả mắt tờ cách ấy rồi bỏ quát từ áo kì chắp nhóm nơi khéo bởi tế ấp bà nè vì vua bực khi ông pra passport bởi tế bà răng miền tay xa thiên nạ rốt bà răng nghe rốt khá bị bà răng nghe đại miền sẽ mặt tầng cách mưa khó trâu chồm vua sẽ mặt tầng thiếp được bà khi ông hơi kỳ dôi cho bà thật khi ông khi miền tố hỏa bấy thế cứ hôn xa nhé đại bà bởi đất tố hơi tố thì yêu bà nâng chỉ kết tử dụ nạ đầy to su đã bay là thị bởi trên tập tay ca phía sức sẽ đầy thiếp được bà chỉ đẹp mái cứ chỉ kết tử dụ hết nhà nà đến miền tố thì yêu bà căn tử tráng cứ căn tử lọ tử với nhé sẽ bạc xa cùng ông ra chuyện được bất kỳ đ mấy để chia tờ lá ca giống khuyên dốc thì cả bản tiên ok ấy lời ở con nè đại bây mất bàn prăng chui xâm đầy mà tệ hay khi nhóm sẵn khâm tha bây mất khang và chút bài dọn có chui cháu nè à lớp bóng bóng khang bài dọn là dù lùm bạch đài mớ cháu mà bóng bóng khang bài dọn cháu khi này ai nâu tam tiết đó nghe đại cổ bông đại là vô sạp đó nghe sau đó phép bọn bọn nhiệt thần đàn nơi khăn ông nâng bì bè nhẹ mà dù lập bồm ào dương tờ rớt dốc sàn chiết đại răng si của vật cháu luôn sàn chiết khám ai đại răng si của vật cháu luôn dô mà tốt đạ vinh đại rồi thì bồm được mưa còn mình bồm
เฮ้ยจับดังมาเตะบอมโป้เนี่ยโปร่งบอกโปร่งก่อนแต่กับมันท่าโปร่งหรือก่อนงุกกระบะท่าโปร่งรบบอลเกี่ยวกับวัดเจ้าเลยเจี๊ยบยืนไทยธนูนะสังเจี๊ยบกัมพูชีสังเจี๊ยบขมายไทยธนูนะมันกลัวก๊อปใบบันไดบันดอยไอรังซีกับวัดเจ้าตะเต้จังไงอะไรยืนเตยแต่นอมคลีแต่เรื่องโยมาเวงแม่ดอยนะโปร่งเรื่องโยมาเวงได้รื้อมวยก็มันพร้อมยัยឲ្យវាច្បាស់លាស់អានេះយើងនិយាយវិភាសាគ្នាយើងជាលក្ខណៈមហាជននេះណារឿងរដ្ឋាភិបាលរឿងច្បាប់រឿងទលាប់អីតឡាកាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាធម្មរុញអានេះជារឿងរបស់គេយើងចេះមិនដល់ទេយើងនិយាយពីអារម្មណ៍របស់យើងក្នុងនាមយើងជាមហាជនក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសនេះដែរក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់សញ្ជាតិខ្មែរដែរโอเคព្រមណាโอเคឥឡូវបើព្រមយើងនៅមានរឿងមួយទៀតរឿងនេះវារឹកតែសំខាន់លើអានឹងទៅទៀតថារឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រវាជារឿងធំហើយរឿងរាំងស៊ីក្រវត្តចោលសញ្ជាតិវាក៏ជារឿងធំមួយដែរតែឥឡូវមានរឿងមួយទៀតបងប្អូនរឿងនេះធំជាងរឿងនេះធំជាងអាពីមុនទៀតគឺរឿងអីគឺរឿងអីបងប្អូនដឹងទេក្នុងពេលកិច្ចសម្ភារនោះអញ្ចឹងបានថាយើងនៅតែអរគុណវិទ្យុអាស៊ីសេរីសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រយោគទី1ប្រធានបទទី1យើងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្នាក់ងារលោកមួងការ៉េតដែលពួកយើងតែងតែនាំគ្នាហៅថាអាក្មួយវិជ្ជមាត់ឬអាមួយវិជ្ជមាត់ហ្នឹងអរគុណវារួចម្ដងហើយឥឡូវនេះសំណួរទី2របស់អាស៊ីសេរីយើងសូមអរគុណម្ដងទៀតបើគ្មានអាស៊ីសេរីតាំងសំណួរនេះក៏យើងអត់ដឹងមិយិតថោកទាបរបស់រាំងស៊ីដែរវាហ៊ានកវាត់ចោលសញ្ជាតិខ្មែរដោយសារតែដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនមួយរយៈវាសុខចិត្តកវាត់ចោលសញ្ជាតិខ្មែរលើកដំកើងសញ្ជាតិបារាំងយករួចខ្លួនមកគេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងគុណអាស៊ីសេរីអរគុណណាអូនណាអរគុណជួយចាត់បត់ល្អណាស់អរគុណណាអូនណាអរគុណដល់ស្មោះមែនណាអញអរគុណឯងតាំងពីយប់មិញយប់មិញអញគ្រាន់តែតាមមើលឯងម៉ែបង2មក3យប់ហ្នឹងនាំអញដេកអូនអញទៅចាក់សាទៅសាមកសាទៅសោះមកវាជាម10សំណួរឯណោះហើយរើបានតែ3ហ្នឹងឯងរើបានតែ3ហ្នឹងឯងយកមកជជែកគ្នាក្រោយពេលហ្នឹងអត់បានការអញ្ចឹងអរគុណវាទៅឥឡូវរឿងនេះមួយទៀតរឿងនេះក៏គប់បីត្រូវអរគុណអាក្អូនមួងតារ៉េតនឹងដដែលគឺរឿងអីគឺវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដឹងដំណឹងថាថ្ងៃទី14ប្រហែលថ្ងៃមុខទៀតស្អែកហ្នឹងក៏ត្រូវរាំងស៊ីហ្នឹងទៅដល់អាមេរិកគឺមួងតារ៉េតហ្នឹងឮគេថានឹងមានការរៀបចំស្អីសាក់លបងស្អីធ្វើសម្ពយុទ្ធស្អីសកម្មជនមកអាមេរិកនិងកាណាដាគេទៅជួបជុំគ្នាជាមួយរាំងស៊ីម្ដងទៀតថ្ងៃ14បាទគេទៅជុំក្បាលគ្នានៅអាមេរិកម្ដងទៀតរាំងស៊ីហោះទៅនោះដល់អញ្ចឹងទៅអាស៊ីសេរីគេសួរថាទៅធ្វើអីគេពេលនោះបងប្អូននឹងទាំងស៊ីឆ្លោយតែមិនរាំងស៊ីបានឆ្លោយថាដំណើររាំងស៊ីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកនេះគោលបំណងតែមួយគត់គឺទៅប្រមូលលុយនិយាយចេញពីមាត់ចឹងមកគឺទៅប្រមូលលុយបងប្អូនក៏មិនទៅប្រមូលលុយរាំងស៊ីបានពោលពាក្យថាទៅប្រមូលលុយ
ីព្រោះរាំងស៊ីត្រូវការលុយច្រើនណាស់ក៏ថែមទាំងពាក្យថាច្រើនណាស់មកទៀតច្រើនណាស់ដើម្បីយកមកធ្វើអីមិនមែនរាំងស៊ីចង់និយាយថាច្រើនណាស់ក៏យកទៅទុកស៊ីហាំស៊ីប៊ឺហ្គឺស៊ីអរ៉េណែណែណែណែណែសាច់គោអាំងបកងអាំងនៅអាមេរិកឯងណាក៏អត់និយាយរឿងហ្នឹងឯងបងប្អូនហ្នឹងក៏យកលុយមកធ្វើអីរាំងស៊ីបាននិយាយថាគាត់ត្រូវការលុយមហាសាលដើម្បីទៅប្រមូលពីបងប្អូននេះយកលុយយកមកចិញ្ចឹមតបនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនយើងមិននឹកស្មានយើងមិននឹកស្មានរាំងស៊ីបានឆ្លើយថាគាត់ទៅប្រមូលប្រាក់ពីអាមេរិកប្រមូលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្នុងនៃដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមកងទ័ពបើកប្រាក់ខែឲ្យកងទ័ពឧបត្ថម្ភឲ្យកងទ័ពដើម្បីងើបឡើងបំរើចលនាឧទាមរបស់គាត់អស្ចារ្យអស្ចារ្យអញ្ចឹងបន្តិចទៀតចាំយើងនិយាយពីរឿងថាតើគោលបំណងរបស់រាំងស៊ីគេចង់ធ្វើអីឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវស្ដាប់សម្ដីរបស់រាំងស៊ីសិនកុំឲ្យតែអង្គពូកប្រាជ្ញរបស់យើងចេះតែមានមាត់ចេះតែមានអណ្ដាតក្រឡោះប្រេះប្រាស់គ្មានការពិតតើរាំងស៊ីពិតជាបាននិយាយថាតើយកលុយនោះយកមកចិញ្ចឹមទ័ពមកបើកប្រាក់ខែឲ្យទ័ពរបស់រាំងស៊ីហើយតបរាំងស៊ីនឹងមកពីណាគឺរាំងស៊ីគាត់និយាយចេញពីមាត់គាត់គឺតបរងឯងយើងហ្នឹងដែលគេបង្វែរកណ្ដុងណាបងប្អូនចាំហ្នឹងគេកងតបបង្វែរកណ្ដុងគឺកងតបទាំងអស់នោះរាប់ម៉ឺនអ្នកនឹងទៅចុះចូលរួមរស់ជីវិតនយោបាយបំរើឲ្យសំរាំងស៊ីអញ្ចឹងរាំងស៊ីត្រូវការលុយទៅជួយចិញ្ចឹមតបទាំងអស់នោះបន្តទៀតយើងនឹងលំអិតបញ្ហានេះតែឥឡូវស្ដាប់រាំងស៊ីសិនបាទអាដាមអាចពន្យល់ក៏ទូទួលទេថាតើការហាត់សមឬក៏ការទៅទាំងហាយក្បួនដើម្បីឲ្យដឹងថាធ្វើមានទពុំទិវត្តនេះគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាការតាំងចិត្តហ្នឹងគឺវាមោះមុតដែលមិនថយក្រោយឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅបាទបាទនេះនិយាយថាវាលឹងតិចយើងមិនចាំបាច់ទៅហាត់សមអីទេយើងរៀបចំវិធានការជាក់ស្ដែងដែលយើងត្រូវចាក់វិធានការទាំងនោះប៉ុន្តែនៅប្រទេសគេទៅហាត់សមអីណាយើងបើហាត់សមទៅហាត់សមនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅក្បែរក្បាលប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងបន្តិចទៅដល់បើទៅហាត់សមនៅអាមេរិកវាលក្ខណៈវាខុសគ្នាឆ្ងាយអ្វីដែលយើងរៀបចំធ្វើមែននោះគឺយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីចាត់វិធានការធ្វើសេចក្តីសម្រាប់លំអិតប្រមូលកម្លាំងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវមានថវិកាច្រើនណាស់ជាពិសេសលើកទឹកចិត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពេលផ្ដាច់ខ្លួនយើងត្រូវតែចិញ្ចឹមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យពួកគាត់បានរស់ដើម្បីមកការពារប្រជារាស្ត្រនឹងគាត់នៅសុំជំនាញពីវិធានការមួយឯងគឺប្រមូលថវិកាដើម្បីចិញ្ចឹមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិដែលផ្ដាច់ខ្លួនពីរបបហ៊ុនសែនមកការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញបាទសុំសួរប្រិមិត្តស្ដាប់ច្បាស់ដែរទេស្ដាប់តន់ដែរទេប្រយោគរបស់រាំងស៊ីពោលអំបញ្ញមិញនេះបើតន់ងក់ក្បាលមកថាតន់ហ៎តន់ឬមិនតន់ប៉ណ្ណឹងឮច្បាស់ដែរទេគឺរាំងស៊ីទៅប្រមូលលុយដល់ច្រើនដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមតបតបនោះអាចនឹងវឹកហាត់នៅក្បែរប្រទេសជិតខាងឆ្លងតាមបន្តិចដល់ឬក៏អាចនៅក្នុងទីប្រទេសក៏ថាបានចឹងនិយាយអំពីយោបល់របស់អង្គប្រប្រាច់វិញយល់ដូចម្ដេចដែរយល់ដូចម្ដេចដែរនេះគឺជាទង្វើ
ដែលរាំងស៊ីបានសារភាពចេញពីមាត់ខ្លួនឯងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាគាត់មានចេតនាបង្កើតតំបន់អភិគមដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានអង្គការចាត់តាំងជាកងទ័ពត្រង់ត្រូវទាំងនយោបាយនិងកងទ័ពមែនឬមួយក៏មែនឆ្លើយតើបច្ចុប្បន្ននេះមានកងទ័ពប្រមាណអ្នកទៅហើយដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនតាមបម្រើរាំងស៊ីដែលត្រៀមខ្លួនផ្ដាច់ចេញពីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយទៅបម្រើរាំងស៊ីអញ្ចឹងផែនការរបស់រាំងស៊ីគឺចេញពីមាត់រាំងស៊ីឲ្យយើងដឹងយើងអត់បានបង្កាច់បង្ខូចយើងអត់បានលឺពាក្យចចាមអារាមយើងអត់បានលឺចេញពីអញ្ចេះពីអញ្ចោះទេគឺចេញពីអណ្ដាតរាំងស៊ីខ្លួនឯងផ្ទាល់មែនអត់មែនអត់ឃើញទេដូច្នេះសម្ដីរាំងស៊ីទី1គឺអាចបញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាចឹងហើយបានជារាំងស៊ីគាត់ប្រើពាក្យថាមានស៊ីអត់សែនចឹងហើយបានជារាំងស៊ីគាត់ប្រើពាក្យថាគាត់នឹងមកចាប់ហ៊ុនសែនឲ្យទាល់តែបានតាមពិតរាំងស៊ីមានល្បិចពិតជាមានល្បិចមួយចិញ្ចឹមកងទ័ពព្រៃអានេះគួរហៅថាកងទ័ពព្រៃបានដែរទេពីព្រោះជាកងទ័ពដែលមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះគេអាចហៅថាជាពួកឧទាមឧទាមព្រៃឧទាមខុសច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយរាំងស៊ីបានដែរទេថាពិតប្រកាសជាបានពិតប្រកាសជាបានឃើញទេច្រកមួយទៀតនិយាយពីរឿងបញ្ហារបៀបអួតអាងរបស់រាំងស៊ីនេះតាមការពិតវាមានគេហៅថាព្រួយមួយបាញ់បានសះពីរទី1គាត់ថាគាត់នឹងមានតបនៅក្នុងដៃត្រូវការប្រាក់ទី2គោលបំណងរបស់រាំងស៊ីនឹងយកបញ្ហានេះយកទៅឃោសនានៅលើទឹកដីអាមេរិកដើម្បីប្រមូលលុយដល់ដែរយល់ដែរទេគោលដៅពិតរបស់រាំងស៊ីគឺបោកយកលុយចាយដដែលទេតែសម្ដីរាំងស៊ីត្រូវតែឆ្លងលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវរឿងអ្នកឯងទៅបោកលុយពីបងប្អូននៅអាមេរិកម្ដងទៀតនឹងជារឿងរបស់អ្នកឯងអត់ខុសច្បាប់ទេពីពួកគេស្ម័គ្រចិត្តឲ្យអ្នកឯងយើងគិតថាអត់ខុសច្បាប់ទេច្បាប់កម្ពុជាតែមួយប្រយោគដែលរាំងស៊ីថាយកប្រាក់ទាំងអស់នោះយកមកឧបត្ថម្ភឲ្យកងទ័ពដែលប្រាច់ខ្លួនដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតតំបន់អភិគមអានឹងត្រូវតែពិនិត្យលើអង្គច្បាប់បន្តិចហើយតើច្បាប់គិតម៉េចច្បាប់ខ្មែរគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះបុគ្គលរាំងស៊ីដែលព្យាយាមបង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់នៅលើទឹកដីបរទេសជិតខាងក្តីឬមួយក៏នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្តីនោះជាទង្វើបែបណាច្បាប់គេគិតថាម៉េចយល់ដែរទេខ្ញុំគិតថាតើគួរដាក់សកម្មភាពរាំងស៊ីដែលប៉ុនប៉ងរៀបចំបង្កើតកម្លាំងតស៊ូខុសច្បាប់បែបនេះគួរតែដាក់ថាជាកម្លាំងភេរវកម្មបានដែរទេឆ្លើយកម្លាំងនេះគួរដាក់ឈ្មោះថាជាកម្លាំងភេរវកម្មដែលដឹកនាំដោយមេភេរៈករាំងស៊ីបានដែរទេឆ្លើយពីព្រោះកម្លាំងនេះដាច់ខាត
ត្រូវតែបង្កើតឡើងនៅភាពចលាចលពេលដែលមានអាវុធពេលដែលមានស្បៀងពេលដែលមានប្រាក់ខែឧបត្ថម្ភពីសំរងស៊ីហើយវាអត់មានស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលអត់មានស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃក្រសួងការពារជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងកម្លាំងនោះគួរអាចចាត់ទុកថាជាកម្លាំងភេរវកម្មបានដែរទេឆ្លើយពួកកម្លាំងនោះវាអាចនឹងដុតស្ពានវាអាចនឹងដុតសាលារៀនវាអាចនឹងផ្លោងចូលទីផ្សារទីប្រជុំជនវាអាចនឹងរៀបចំដាក់មីននៅផ្សារអ៊ីអនវាអាចធ្វើអីសពតែយ៉ាងស្អីក៏ធ្វើបានដែរមែនអត់មែនដែរទេអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរមេភេរៈកមេភេរៈកម្មគឺអាមសៀរាំងស៊ីរាំងស៊ីគឺជាមេភេរៈកម្មឯកភាពដែរអត់អញ្ចឹងបើនិយាយអំពីស្អីទៅដែលហៅថាភេរៈកម្មឬភេរៈកបច្ចុប្បន្នណាបងប្អូនកំឡាំងនៅលើពិភពលោករាប់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីបារាំងក្តីអ៊ីតាលីអឺរ៉ុបអរ៉ាំងឯណាក៏ដោយប្រទេសមហាយៈនៅលើលោកគេស្អប់បំផុតភេរវកម្មគេស្អប់បំផុតភេរវកគេបានចំណាយប្រាក់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំវល់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនភេរវកដើម្បីកំទេចបណ្ដាញភេរវកម្មមែនឬមួយក៏មិនមែនថាមែនអញ្ចឹងមិនមែនសម្រាប់រឿងនេះវាមិនមែនសម្រាប់តែរឿងដែលដាច់ដលែករបស់កម្ពុជាទេចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថារឿងនេះវាជារឿងរបស់ពិភពលោកវាជារឿងរបស់ពិភពលោកពីព្រោះពិភពលោកគេកំពុងតែរួមគ្នាគេសិតតែមានចុះសន្ធិសញ្ញា MOU ប្រតិកលាគ្នាពីពេញពិភពលោកដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងភេរវកម្មមិនចឹងដោយអាប៊ីនក្លាដិនអាអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាពួកភេរវកហើយទៅបុកអាគីភ្លោះថ្ងៃ9ខែ11ដូចគ្នាជាមួយនឹងថ្ងៃ9ខែ11របស់រាំងស៊ីចូលស្រុកដែរនៅអាមេរិកឆ្នាំ2000ប្រហែលអានហ្នឹងឯងគឺដោយសារអីដោយសារកម្លាំងអញ្ចឹងកម្លាំងដោយរាំងស៊ីហ្នឹងក៏កើតអញ្ចឹងគេដើរប្រមូលថវិកាមូលនិធិអញ្ចឹងគេទៅចិញ្ចឹមកម្លាំងភេរវកភេរវកម្មអញ្ចឹងរាំងស៊ីអាចនឹងមកបុកសារថ្មីមកបុកអ៊ីអនដោយប្រការណាផ្សេងៗយើងអត់ដឹងពួកកម្លាំងនោះគេហៅថាកម្លាំងអញ្ចឹងហ៎ស្ដាប់តទេបងប្អូនយល់តែអត់ស្ពានជួយច្បាអាចដាច់ដោយសារស្នាដៃភេរវកហ្នឹងក៏ថាបានយល់ខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចង់និយាយបំភ័យបងប្អូនទេខ្ញុំចង់គ្រាន់តែឲ្យនិយមន័យកម្លាំងដែលរាំងស៊ីបង្កបង្កើតឡើងនេះគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិកម្ពុជានិយាយដល់ឯងនិយាយជារួមវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ពិភពលោកដែលគេកំពុងតែតាមប្រមាញ់ស្ដាប់តន់ដែរទេចំណុចនេះអូខេពេលណាយើងនិយាយដល់ចំណុចនេះយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននៅរាំងស៊ីដែលមិនមែនជាខ្មែរហើយមកដឹកនាំកងកម្លាំងភេរវកម្មលើទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឆ្លើយរាំងស៊ីបាននិយាយថាមានតែរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបារាំងទេទើបជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតលើជោគវាសនារបស់រាំងស៊ីដោយសាររាំងស៊ីជាជនជាតិបារាំងរាំងស៊ីមិនមែនខ្មែរបើរាំងស៊ីមិនមែនខ្មែរ
bà rang si chia chôn chết bà răng hai mộc đất non cầm lăng bát tật bát tật cầm cầm lăng phê ra cầm lơ tật đây cầm của chia ta ta ra tha bị ba bà răng hiện tổ tua khó trời chia môi nâng bộc côn xăm rang si ní đại tì nè rương mới thông ở đây cả lại nè anh hết ấy ban chỉ riêng đáo tại đó là tha bị ba bà răng mình men dương chết tại riêng đáo tại cao tê vì miền hết bỏ vi cứ khẳng đáo mô rèn si ban bác thì sai luôn ai thăm mình men chỉ không ai rút cho hơi sắp bài toán hả bọn phố nữa dương ớt miền chết tại ná tại cháu bà căn lứ rõ tha bị ba bà răng tham lâu bị khỏi khi nông rèn si dương mẹn trong dễ hình chấm đi dương mẹn trong dễ hình chấm thế tại dương cơn tại tang sầm nua từ rít ra tha bị ba ở từ ra tha bị ba và răng thà khăn ông niêm xăm răng si chia pro chia chân bà răng sọp chập bập hai pro chia chân bà răng khăn luôn lũ ấy nhá nghe bàn mốc bằng cách cầm lăng phê ra cam lơ tức đây cam của chia ta ra tha bị ba và răng dương đôi mà lệch đài bọn phụ ôn đắp toàn sầm nua rồi bọn phụ ra dương đài tì nè ông phụ phải dương lên lên ai thông địch ràng xì ràng xì ai có ông phụ phải sẵn ông phê cho ai phẹp chẳng mang dương vậy thà ràng xì ai ni vì ơn nà sơ phương phê ai là bọn anh thơn vô bài ơn hùa sầm đây là bọn anh bỏ chanh bao á vì chuột chăng à là bọn anh ắt đang sắp bắp ắt đang tìm lọp ấy tê à lớn là bọn anh nó dạy mày á là bọn đang gì á hai con là bọn chứ bố con là dụ trơn kiếm khiêm chặt sắp khiêm tầm hóc bố đi và ôn con cả lá chua kết là mày ông pro prai là bọn dương chẳng miên sầm nôn bò mùi tư rí ra tha phì bà tư ách đại thi dương tam tí mùi chôm sông tất cháu sông cùng lớp vì rương cả rần này bà mát tè mà sát phò nâng rương mùi tạch đà lại kích trâm ràng xí bà cát tha quát mình men khám ai quát cứ bà răng rèn xí bà kà tha miên tay ra tha bị ba bà răng tì đây chỉ nhận tổ tuôn khổ trời lớn chút vì sẵn ra bà rèn xí mà đó là clip trong khởi đi rèn xí bán phép hơi thầm dốt lối dò mốt trên chấm còn tọp lớn tự đấy Campuchia tiền pi bành hà đi ta cà xuống cao bò rà tê rà bò rìa ra tha bị ba dương đi cọp bầy thơ cầm nắc tụt mùi sna xua từ ong tụt rồi bỏ bà răng nè nơi con spin chúa dù vai chết bà cao như thế này chẳng ai sẽ than tụt bà răng chui bằng chết ông pi chùm hồ rồi bỏ bà tê bà răng mà tạch mau ban đại tê anh ấy dương thơ ra xong tê bị thí dương thơ dương thơ dương sẽ nổn bố nó cứ dương chẳng ban ca bằng phư thê sắp toán phí sử dụng bó rồi bỏ ông phục ra dương đại ọt hay ai kịp hiếp đại tì bà sân chia dương sử dụng bó chẳng hay bà sân chia cà xuân ca bò tê lục kích tha ở Việt Tùm Nôn đại thử tè ai xua đại nế chẳng có bay thử tè xua tới nọ Tùm Nôn đại tì dương xong bà năng ba nế dương có xua ta Tùm Nôn rồi mình Tùm Nôn thế nà dương mẹn tư y tư bà có bà chi ấy anh sẽ kia ta sẽ văn năng á mẹ này dương còn là dương chết lướt lên thế na phụ hướng năng việc cua thành việc cua ở dương chẳng hòa thế tại dương rồng bân tục hai tha bà sân chỉ miên ca xua chẳng mẹ na sẽ than tút bà răng kia năng toát ở năng chào lo cái miên à na bà răng ấy na kê từ bập lơ cho châu đầy cho môi răng si thế chưa hề bọn chưa
តែយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់លោកត្រូវតែស្វែងយល់ថារាំងស៊ីនេះជាមនុស្សផ្ដេសផ្ដាសពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរាំងស៊ីនេះបានបង្កើនទោសកំហុសរបស់ខ្លួនពីមួយជំហានទៅមួយជំហានពីមួយករណីទៅមួយករណីឥឡូវនេះវាឈានទៅដល់វាឈានទៅដល់តាំងពីទោសក្បត់ជាតិទោសក្បត់ជាតិមានហើយមានបើសិនជារាំងស៊ីទទួលស្គាល់តែខ្លួនជាខ្មែរនោះរាំងស៊ីក្បត់ជាតិខ្មែរក្បត់ជាតិខ្មែរទើបគេហៅថាក្បត់ជាតិស្ដាប់តនដែរទេផ្ទុយមកវិញបើរាំងស៊ីបដិសេធជាតិខ្មែរចោលទៅហើយដូច្នេះរាំងស៊ីមិនមែនជាជនក្បត់ជាតិទៀតទេពីព្រោះរាំងស៊ីជាជនបរទេសជនបរទេសมันអាចមកក្បត់ជាតិខ្មែរបានឡើយស្ដាប់ឲ្យតោះណាចំណុចនេះម្ដងទៀតព្រោះកន្លែងនេះវាមានបងប្អូនខ្លះនៅភ័ន្តច្រឡំច្រើនទី1បើរាំងស៊ីនៅតែទទួលស្គាល់ខ្លួនថាខ្លួនជាជនជាតិខ្មែរមានសញ្ជាតិជាខ្មែរដដែលនោះរាំងស៊ីនឹងមានឈ្មោះហៅថាក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិដោយសារអីដោយសារបានបង្កើតកម្លាំងអភិគមមកយល់ហើយមានបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងអត់ខុសអីពីកម្មសខាឃើញស្អាតតនេះខ្ញុំនិយាយចឹងផ្ទុយមកវិញបើរាំងស៊ីពួកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក៏អាចតែក្បត់ជាតិបង្កើតកងទ័ពបង្កើតតំបន់អភិគមក៏គេហៅក្បត់ជាតិមានបរទេសទៅពីក្រោយខ្នងក៏គេហៅក្បត់ជាតិចង់បង្កើតធ្វើកម្លាំងបដិវត្តន៍ផ្ដួលរំលំមកក៏គេហៅក្បត់ជាតិពួកក្បត់ព្រះមហាក្សត្រក្បត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្បត់ទៅទាំងប្រមឥឡូវក្បត់ជាតិហើយស្អាតតទេតែផ្ទុយមកវិញបើសិនជារាំងស៊ីគាត់បដិសេធខ្លួនគាត់ថាគាត់មិនមែនខ្មែរទេតើគួរហៅគាត់ជាជនស្អីនេះអានឹងគួរតែនាំគ្នាហៅណាខ្ញុំប្រើពាក្យទេគួរតែនាំគ្នាហៅថាអានឹងគេហៅថាជនបរទេសឆ្លៀនពៀនវិញហេទៅចេះឆ្កយតំណងដែរទេបើរាំងស៊ីជាជនជាតិបារាំងហើយមកបង្កើតកងទ័ពលើទឹកដីខ្មែរបែបនេះគេគួរក៏បីហៅគាត់ថាអាជនឆ្លៀនពៀនវាជាជនបរទេសឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាបានអត់ពួកវាមិនមែនខ្មែរស្ដាប់តើនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានពីរឈ្មោះដែលយើងក៏បីដាក់ឲ្យរាំងស៊ីញែកឲ្យច្បាស់ណារវាងក្បត់ជាតិហើយនឹងជនឆ្លៀនពៀនជនឆ្លៀនពៀនគឺបរទេសទៅឆ្លៀនពៀនប្រទេសមួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចរាំងស៊ីជនជាតិបារាំងមកឆ្លៀនពៀនមាតុភូមិកម្ពុជាអានឹងគេហៅថាអាបរទេសឆ្លៀនពៀនស្ដាប់តើអីប៉ុណ្ណឹងអូខេបើតន់ហើយចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យអង្វរកដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងឡាយទាំងយុវជនទាំងយុវនារីដែលកំពុងតែលងជឿនឹងដើរតាមចលនារបស់រាំងស៊ីសូមបងប្អូនមេត្តាស្ដាប់អង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងនៅពេលនេះរាំងស៊ីកំពុងតែបង្កើនកំហុសរបស់ខ្លួនពីកម្រិតតូចដល់កម្រិតមហាយៈហើយឥឡូវនេះទោះរាំងស៊ីនឹងឈានដល់ទោសក្បត់ជាតិទោះរាំងស៊ីនឹងឈានដល់ជនបរទេសឆ្លៀនពៀនខ្មែរហើយបើសិនជាបងប្អូនទៅរួមដៃជាមួយនឹងរាំងស៊ីតើបងប្អូនមានទោសកម្រិតណានេះជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំដាក់ការព្រួយបារម្ភមែនទែនចង់ហើយបានជាខ្ញុំចង់ទទូចអង្វរឲ្យបងប្អូនដើរចេញពីចលនារាំងស៊ីដោយខានមិនបាន
đong đi vi vô mà tệ này bị môn ná bong ôn thì dây thà bong ôn miên sức chưa rơ cả nã bạn vô bài bong ôn miên sợ rây phép không ca chùm nưa lơ là thịt và chia tập vào tay lơ là thịt đi để thịt đục tay mà đong đi mẹ bong ôn chưa từ lơ cả nã bạn vô bài đấy bong ôn còn bông tài chưa lơ phụ tiềm bong ôn còn bông tài chưa lơ phụ phê và đã cò phê và đã cầm bong ôn còn bông tài chưa từ lơ phụ chun bò là tê đại viên biên mà hai chị ta chưa liên biên tật đây rồi bỏ dương chẳng rương vì chả na phê đại bong ôn từ ba bò phê đại bong ôn từ rum đầy phê đại bong ôn từ ngũ các bạn chưa mui nâng cho là na rồi bỏ rèn gì khi ông kết thả viết na là bỏ bong ôn bị bạn nâng sòng cua mình chăng à lấy xong này dễ ốp má rừng mui ấy bong ôn sao đâu bảo sân chỉ cả là này rèn gì á kể cháu thả rèn gì chỉ chun bỏ rồi tê một có cầm lăng con tốt cho liên biến tực đây Campuchia. Hai ba chị bong phố nè, nôm khá tờ cho rùm chỉ môi nâng ràng xì. Ta bong phố miên chú mua chìa vầy, nè nà cho lòi bàn. Khmer, đại tớ rùm đây chỉ môi nâng bó rà tê cho liên biến. Ta khmer tèm đúc chìa vầy, xoài. Nên nát cho lại bàn. Xâm nua mà đoàn tiệt. Bảo bóng phá ôm chứ không mẹ. Hai tờ rôm tay chứ mùi nâng cho là nà rô bó bó rà tê. Riếp châm cầm lăng tốp. Chứ liên biên mít tổ phung Campuchia. Ta bóng phá ôm. Cô hai bóng phá ôm thầm mạch. Yes, cung sở rết. Cứ chìa khám hãy khám bọt chết. Ngôn nạc bọn phân. Vì bó à. Rương này rương thông à. Vì đá mà bọn phân chết tẩm bạc. Ơ, cái nhóm tô nhô bài một tích một tui. Nế. Anh đang hướng xe nha mà đoàn đi. Ất miên hướng tui ta chứ. Ất miên hướng tui ta chứ. Nế. Ất miên hướng tui ta chứ. Rương này rương thông tống à. Nhá, nhưng bèo bằng phố đấy. Nhá, đòi là ôn muối nhá. Nhá, bằng phố ôn bơ mộc viên này. Cái tâm trạng ngay nắng này. Nhá. À mà nè nắng cái tâm trạng ngay nắng à. Phải tìm mình chơi à. Chú mua ấy mà. Chú mua giác phì rùm. Nơi sọc xoài chết khát bình tìm mình chơi. Trời ở nhà thô chạp khá luôn. Phật ngay tì đọc bay khai cả nhà. Phì bọn đọc bầm buồn. Nè, à thôn chăng chăng à. Mà nè nắng à. Mà nè nâng chạp khổng bê ní ạch ấy nè. Còn tay bằng biến từ lứa xa đầy cá rồi bỏ tà la cá rồi nè. Tay lô tà kê riếp chồng. Cầm nót thả ràng xì. Cứ chìa chôn bò rà tê chân lên biên Campuchia với nhé. Bọn bà ôn nàng khai tơ chìa chôn có bọt chiệt. Vì vô bà đòi. Hay tô có bọt chiệt ra bọn bà ôn. Bê nú mân xà bánh bê tê. Con cầm lăng là bao răng xì à. Bà sân chị bong phôn tờ châu rùm chị mùi răng xì á. Bê nụ kì lên phở khăn hoài. Tất đặc xông dây mà chưa. Công thang cho mầm phây à. Chắc bị thay đi to tớ á. Cái bê là răng xì bà cá ní á. Bà sân chị bong phôn châu rùm. Cho là nà. To su chị mùi răng xì. Bong phôn à. Phép bong phôn thoáng cho mòn. Kì lên phở khăn hoài. Hơi có cái ớt bao đầm bong này. Chói cái phở ấy kì. Sẽ mẹp. Xâm rạp. Bằng krap cầm lăng. Các bọt chiệt. Xâm rạp. Ká bằng krap. Cầm lăng phê vẻ cầm. Xâm rạp bằng krap. Cầm lăng ác phí cung. Ta kì bao ấy. Nên nà chói trời. Pê nụ cái ớt phở khá nói.
kế banh cầm tích bằng bọn chào đòi xót cho bạn cứ bỡ cầm phương tích tạc khiêm để dây nâng hai bằng bọn này à ta sẽ bán chơi bằng phây anh ấy thấy anh phây hết hướng mới chẳng bền bằng bọn xa cực đấy bố bê nụ bằng bọn khai từ chia con tố bây nó bỏ ràng xì cái anh viên dây chẳng hề mạnh nhắn à gì anh đang dừng dây khi này ai sẽ bán lo răng dừng admin liệt bỏ đi bằng bộ sạp ạ nè mà đang thiệt nè bà Adam ai cần dù cả tu tu tế thà ta ca hạt xóm rồi có ca tới tầng hai buồn làm bài đăng thà thua mình tụng thì vẫn cứ trong mình chạy prap thà ca tăng trận nó cứ vì một mốt đa mà thoại cào rồi có chẳng mấy đâu bà ba đi đi về đi thà mình lưng tí dương mình chạm bài tập hạt xóm ấy thế dương dương riệp trong cái chuyện là ca chạy style thì dương tới chạy cái chuyện là ca chẳng đâu bạn trai nữ bên kia ta hát xóm ấy nó dương bữa hát xóm ta hát xóm nữ nữ tới đây bên kia Campuchia nữ các bạn bên kia Campuchia xong tiếp tới đó và ta hát xóm từ ở Mỹ về lại cả đã bị khóc như thế này à vậy là dương riệp trong khuôn mẹ nó cứ dương chụp chung thế đảm bay chặt như thế nào cả thưa sẽ tới đây xem rách làm tắt và mô cầm lăng nhà mệnh dương thở biến thật bị cá cho nó chỉ bị xem nữ tự chất con cầm lăng và đạp vào vật con cầm lăng và đạp vào vật kia đặt luôn dương trai trai chân chân con cầm lang đặt vào vết ở cuộc quạt bàn rùa đầm bay mà cà kia và chia đi nâng con là sông trực nghiệp vì vị trên là cà muối ấy từ bộ mô thả vị cá đầm bay chân chân con cầm lang đặt vào vết này hà chiết đây có đặt luôn vì robot phân sai mà cà kia và chia đi không ai bình bằng lư ấy vì chắc ba cái lái chân là bằng bồn mình ai thế là bằng bồn là sông bỏ chất là bằng bồn cua dư là đập ăn bốc rai cho bao dương con tại trong ai bằng bồn mình sẽ đầy sọc chúc tới mà đoàn đi vì bồ á à. Bà xong xong dễ bị mà sao mình mà sao mà ngay rương bị ở tay tạc cá là nâng rương thu xẻ lấy nè rương thu xẻ lấy nè mà đoàn đi vì bồ á à. Chắc bị khai sai như to tớ á cầm lăng lại đa tam rang xí á vì bố mọn anh lên sao chứ ta bởi bóng bố nơi kẻo bởi tê nơi Amrit, nơi Canada ấy, ok có bản tài khi nhóm chăng chùm riếp bóng bố ông bị bắt bị sao mùi nơi bảo vật ta xa là bó khả mai dưỡng thầm mây đi cháy chôn giá sật cháy kia nó cháy CFF cháy kia nó chạm mày chạm bọn nếu về đây là rất tha bị bà dương bắt đăng từ sao rất ẩm rịch tờ la ca ẩm rịch kì chắp à chôn xa sất nâng vô từ nhọt cốc á cầm lăng là bó biết á chăm ấy bằng bó chăm ớt anh đến cả là nay đôi đang xí giống đôi kia hay cầm lăng mình mến thông đôi đang xí đúng không cầm lăng anh không mến tập 45 phê nhá đi à chôn xa sất ấy kia đâu chăm ấy à, CFF ấy kia đâu ê chấm con tay lực bằng phong thế nó cầm lăng nó kịp bánh cháo là hai bà nơi bò là tê có rất tha bị bà nó bó bà răng cái đây nó bó ảm rách căng cái đây kì miên sức chấp chấp chấm nua rất tha bị bà hay bờ rất tha bà khmai dương trong sửa lông bò vô mà nhọt cục sau khmai có bán rồi bà dương kết tắc chil bằng plan cục bọc máy ở anh chọp cục nơi Mỹ căng đấy, rồi cả chọp cục nơi sọc phải ăn đấy, à là mong đấy. Sắp tối nó không dây chẳng bọn phố này nơi kẻo bởi tê. Hàng ta em không để dây ăn vò có bọn phố nơi khăn ông bởi tê. Bởi giác. Bạch bà phôn bạch con tổ đi thôn thôn nè, tổ bọt chiếc là bọn phố nè. Tích bằng phót đập răm cho năm nè. Tại nó bọn à, phố kẻo bởi tê nó là ắt đang hướng ấy á. Cứ thả anh lối á, chui lùi, chui cả tới ràng xì mốc bằng cá tốt. Bọn bọn đầy chô lùi tầm ổn lúc, nâng chô khăn bằng chi chìa phê về đá cò. Chui lùi đá. Bọn lùi nâng vô mà tình gặp lưỡng, lùi nâng vô mà bạc vẹt hai ai con tốt trong sốc, bọn bọn còn biết tốt đây. Bảo sân chia, cả xuống cả bò tê, Campuchia đăng tư thả rắc ẩm rích. Bọn phố nơi ảm rích ở Vivo. Ê. Chị tới bay tờ nà nó tiền.
តែតែបែកនឹងដូចទំនងដែរបងប្អូនហ៎បាទហ៎កុំថាខ្ញុំចេះតែប្រឡាចបងប្អូនមែនប្រឡាចទេនេះនិយាយវាពិតហ្មងនិយាយគឺខ្ញុំព្រឺសបល់និយាយនឹកឃើញដល់អារឿងអា CFF អីគេហ្នឹងអាឈុនយ៉ាសិតហ្នឹងមិនមែនមែនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ទេណាកាលនោះអាមេរិកកាំងចាប់ហ៎ត្រូវហ៎ប៉លីសនៅអាមេរិកគេចាប់ទេណាយើងប៉ណ្ដឹងពីពេញទៅគេចាប់ទៅណោះយីវាចេះតែបែកទៅណានិយាយទៅតាសវណ្ណជាអញ្ចឹងមកថាអង្គពុកព្រែកអង្គពុកព្រែកនឹងវាអត់មានគោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់នឹកឃើញតែណាពូលទៅទៅតែពូលដូចទំនងដែរណាបងប្អូនណាហេគិតទៅបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសនៅអាមេរិកនេះស្អែកខាងស្អែកនេះរាំងស៊ីទៅប្រមូលលុយណាយកល្អកិច្ចយកល្អកិច្ចកុំតែចូលរួមជាមួយរាំងស៊ីទៅធ្វើជារវល់ទៅណាទៅណីទៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យស្អែកខាងស្អែកហ្នឹងរាំងស៊ីទៅប្រមូលលុយមិនមែនប្រមូលលុយម្ដងនេះមិនមែនប្រមូលលុយមកទិញសំបុត្រកប៉ាល់ហោះទេណារាំងស៊ីនិយាយច្បាស់ណាប្រមូលលុយមកចិញ្ចឹមតបស្ដាប់ប្រធានបទរាំងស៊ីឲ្យច្បាស់ស្ដាប់គោលដៅរាំងស៊ីឲ្យច្បាស់ស្ដាប់កម្មវត្ថុរាំងស៊ីឲ្យច្បាស់គឺយកលុយបងប្អូនយកមកចិញ្ចឹមតបយកលុយបងប្អូនយកមកបង្កើតតំបន់អភិគមយកលុយបងប្អូនយកមកបង្កើតកម្លាំងភេរវកម្មអាយ៉ាអត់លេងសើចបានទេណោះអើយពុកកែពុកប្រែបែកឃ្លានបាយបានហើយតាសវណ្ណនោះអើអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនណាអូខេអឺយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងបានណាយើងនឹងមានឯកសារជាច្រើនទៀតណាយើងនឹងមានឯកសារជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាគ្រប់លីបងប្អូនតាមប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូននៅក្នុងសង្គម Facebook ថ្ងៃនេះលោតដល់22 23បាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណនិងគ្រប់លីជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺបងប្អូនយាយតាពុកម៉ែមីងមីកូនក្មួយប្រុសស្រីនៅតាមវិសុបាយ័នផងណាបាទឥឡូវសូមរីករាយសន្តាប់ណាបាត់តទាយំឆ្លងដើម្បីកំដរបរិយាកាសមុនយើងបែកគ្នាចាប់បាត់នឹងគឺរាត្រីសួស្តី